tôi tên là Tống Phước Hiến. Tôi sinh ngày 23 tháng 8 1947. Thực sự tuổi của tôi là 44, nhưng mà khi mẹ tôi bồng tôi từ vùng quê của Cộng sản chạy về tại uh, Huế, thì uh, tôi không còn được tuổi đi học nữa. Cho nên uh, mẹ tôi phải làm lại cái gọi là chứng trị thay, thay vì thay thế khai sinh, lục đi mấy tuổi để tôi được đi học. À, sợ gì mẹ tôi bồng tôi từ vùng quê, À, đi lên thành phố huế bởi vì lúc đó tôi được cộng sản lúc đó họ tổ chức trong cái nhóm gọi là thiếu nhi thư tiền phong tiền phước gì đó không biết rồi ăn rồi đi ra gặp mấy Tây mặc rạch để ăn cắp đạn và à, nó bắt chúng tôi theo mẹ tôi kể thì à, đi nằm theo mấy bờ, 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 bờ ruộng và nó để cho mấy cục à, đất cày à, khi mà tụi tây Mặt rạch đó, tức là selegan của bên phía châu á đen tôi còn nhớ nó đen đen thui lùi à, mà mặc nó rạch rạch nữa cái tay mặt rạch thì tôi thấy mặc rạch nó đi á thì tụi tôi bên này á, vác mấy cục đất cày liền nó thế là nó nhắm nó bắn qua phía tụi tôi và sau đó thì cãi gọi là bộ đội đó hồi đó gọi là uh, tôi nhớ không lầm thì không gọi là bộ đội Việt Minh mà nó gọi là về quốc quân à thì nó nó bắn vào um, phía của bên uh, tây uh, mặt rạch à, sau đó thì uh, tụi tôi thằng nào không biết chết bao nhiêu thì trúng việc à, sau đó thì mẹ tôi mấy lần như vậy nhất là khi mà uh, máy bay của tây đó họ rải họ, họ rộng đơn xuống thì tôi cũng chẳng biết chuyện đơn gì thì nhưng mà mấy kia nó mấy bộ đồi đó biểu á là đi uh, lườm ba cái đó chất thiệt hết đem về vì vậy cho nên mẹ tôi sợ quá đấy bồng tôi đi về huế và do đó tôi sụt được ba bốn tuổi gì đó yeah. trước năm 1975 thì tôi là phục vụ ở tại à, lực lượng cảnh sát quốc gia à, khi tôi à, à, mạng khóa sự quan của học viện cảnh sát quốc gia thì tôi được um, bộ tư lệnh giữ lại trong 10 sĩ quan tân sĩ quan ra trường à, theo cái sự sắp đặt thì có lẽ tôi cũng được đầu cũng tương đối khả cho nên chi tôi được bộ tư lệnh giữ lại bộ tư lệnh giữ lại thì tôi về đó tôi được về làm khối chấp vận và làm trưởng ban nghiên cứu của phòng nghiên cứu kế hoạch của khối chấp vận thuộc bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia nhưng về đó thì tôi thấy đây không phải là đất dùng vọ của tôi tôi không muốn ngồi làm văn phòng mà tôi muốn có thể có điều kiện để thể hiện cái ý chí chiến đấu của mình mặc dù ở đâu cũng có chiến đấu hết nhưng mà chiến đấu văn phòng thì chắc ai không thích hợp với người mà thích đi đây đi đó như tôi và tôi xin đi thì trong đơn, trong cái đơn của tôi xin đi á thì tôi để là tình nguyện phục vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà khi mà đơn chuyện đi á, thì anh thì đại ủy trụ sự phòng của tôi phê phía dưới là đương sự là sĩ quan có khả năng à, chúng tôi đang dự kiến cho đương số sĩ quan đương sự học khóa cao cấp hơn để những chức vụ để giữ cái trọng trách hơn à, trường hợp bộ tư lệnh chấp nhận thì xin cho một sĩ quan có khả năng tư để điện thể thì lên à, ông Tránh sợ ông ông thuần theo đề nghị của À, của, của, đại ủy chủ sư phòng nhưng mà lên tới khối thì khối không chuẩn bị không cho đi nữa ở khối các hồ sơ thì lúc đó máy cho tôi là tôi gặp nhà tôi tức là cô lê thị xuân cô đó là thiếu ý ở à, bên chỗ à, phòng à, bên chỗ à, phòng à, thương chuyện của à, gọi là bây giờ gọi là hiến máu đề xuất tức là phòng nhân sự à, khối khối nhân quận thì tôi cô đó thì cô điện văn điện cái phòng của tôi tại vì trong phòng tôi có một họa sĩ anh viết rất đẹp viết chữ đẹp lắm và cô mượn anh họa sĩ đó để về viết những sạc trước trình cho cái văn phòng của cô và qua đó thì tôi sau một vài lần nói chuyện thì tôi nhờ cô lục xem được cái đơn đơn xin thưa chủ tôi nằm ở đâu thì cô cho biết rằng là khối không đồng ý trưởng trụ trong thì tôi cầu cứu cô thì cô cũng biết cô quen việc thế nào đó thì cô mới rút được cái tờ đơn đó và cô xin trực tiếp lên thẳng cho đại tá cho hồi đó là trung tướng Bùi Văn Nhu tư lệnh phó và tôi được thuyên chuyển khỏi bộ tư lệnh bằng quyết định của à, trung tướng Bùi Văn Nhu và tôi đi ra thì khi đi ra thì cô xin cho tôi là ra hoán chuyển à, cho trường cuộc ở một cái quần thuộc thị xã của khánh hòa tỉnh khánh hòa tư thị xã nha trang nhưng mà ra đó thì dĩ nhiên à, cái chỗ mà khá khá một chút thì không ai để yến cho tôi nằm ở đó và khi đi ra đó thì được cho biết rằng tôi lên làm trưởng cuộc của một quần gọi là cái cuộc tên gọi là cuộc eapan thì nhìn cái lần đó tôi tưởng nó là tên tây eapan lên à, là thì tôi lên đó làm việc thì cái xã eapan vừa mới bị quân đội của Việt Thần Cộng đánh cách đó một tuần lễ. Khi tôi lên thì tôi xin đi tới làm thì ông Trung ủy chỉ huy trưởng quần của tôi ông nói thôi anh ở đi yên đây đi tại vì cái chỗ đó mới đánh xong. Bây giờ anh đi lên nữa thứ nhất không có nhân viên. Thứ hai là mình cũng chưa ổn định xong nhưng mà tôi nó tôi đi ra để tôi làm việc. Thì tôi xin đi thì sau đó tôi biết cái người phó của tôi á là một anh trung sĩ người thường duy nhất biết tiếng, biết tiếng kinh và cái cái xã tôi làm là cái xã đó khoảng hai ngàn dân nhưng mà toàn là người thường không mà khi tôi vô đó thì bắt đầu à, những cái trụ sở bị việc thành công đánh tan nát cái cả và tôi bắt đầu à, lấy lại những cái ngôi trường mà à, sơ học của mình tổ chức nhưng mà không còn học được nữa thì tôi chuẩn bị lại và à, chuẩn bị lại cho cái 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 công việc của mình và rồi cuối cùng thì tôi được cái xã tôi À, được xem là xã kiểu mẫu về an ninh dẫn địa. Về lúc đó trưởng cục cảnh, cảnh sát quốc gia thì à, nó đương nó đương kim đương nhiên kim nhiệm thêm là phó trưởng trưởng an ninh và là phụ trách an ninh dẫn địa. Chỉ huy trưởng nhân dân tự vệ tổng thư quỹ ủy, ủy ban phụng hoàng xã. Thì à, với những chức vụ đó thì tôi à, được coi um, như là một cái xã kiểu mẫu bởi vì khi mà tôi lên tôi tổ chức lại. À, tôi lấy kinh nghiệm của cái việc mà bị đánh của cái trận vừa rồi cho nên tôi tổ chức lại cái nhân dân tự về và tôi có xin được ông quận trưởng cho phép một số vấn đề để có thể điều chỉnh lại công việc của tôi thì à, có một quả ăn kiểm soát thì à, thanh tra thì tôi được thuyên chuyển từ cái xã Epan về cái xã ea xã ea là xã quận lý thì cái phái đoàn đi thanh tra họ nói rằng là à, sau khi đi đi quan sự đi kiểm soát thì thấy rằng tôi có đủ tiêu chuẩn để có thể trở về những cái cuộc những cái xã mà tương đối là có thể dùng để mà, mà à, quan trọng hơn ở tại đó thì cái xã quần lì là cái xã quan trọng nhất nhưng mà xã quần lì thì cái sự an ninh không được vững vàng như cái xã yapan của tôi và sau đó tôi về xã sung và làm trưởng của cảnh sát quốc gia ở đó trước khi mà tôi đi thất trần ở đó thì nó thất trần thì tôi hoàn toàn tôi không thấy thất trần nhưng bây giờ họ nói thất trần thì mình cũng như vậy thôi cho tôi không nghĩ mình thất trần và ở đây tôi cũng cần cần thưa cho rõ là chúng tôi là thiếu cảnh quốc quốc gia chứ không phải thiếu ý của quân lực Việt Nam hòa à? à, thiếu cảnh sát quốc gia cái cấp hiệu của chúng tôi là nền xanh Uh, bông màu và vàng nền xanh đeo trên cái bát còn bên quân đội á thì nếu hộp đeo trên bát thì cái nền đen mà thường á thì họ đeo ở áo ảo uh, nếu mà tác chiến thì có màu nâu nếu bình thường thì màu vàng còn chúng tôi chỉ có màu vàng và chỉ được đeo trên uh, cái cái bát thôi vái uh, ảo thôi uh, và cái nền phải là màu xanh uh, khác biệt của chúng tôi với quân đội á là chúng tôi uh, không có số quân mà số của người chúng tôi á là ngày thẳng năm sinh à, và về cái mặt à, tương đồng với nhau á, thì chúng tôi à, cũng học tốt và khóa B 1 giống như là bên bên thủ đức nhưng mà chúng tôi học về luật nhiều hơn À, tôi tôi học về luật học và à, sau này chúng tôi học thêm à, tác chiến tại thành phố hay là à, về tình hình thì chúng tôi đi học được gọi là bảo vệ dân chúng rồi chẳng hạn thì nó khác quân đội chút đó yeah. và thưa gia đình của tôi trước 75 thì à, vốn dĩ là một người có lý tưởng quốc gia cho nên chi cái vấn đề gia đình thì cũng chẳng mấy cái phi tư lắm bởi vì thứ nhất là tôi như xin thưa là tôi là không được may mắn trong một gia đình có đầy đủ điều kiện uh, xã hội như những người khác. Uh, tôi vốn dĩ là một đứa bé uh, mồ côi uh, và khi lớn lên thì tôi tình nguyện gia nhập vào uh, vào một cái đơn vị mà tôi mà một cái cái chỗ mà tôi nghĩ rằng có cái điều kiện để tôi uh, làm những cái điều mà tôi mơ ước. Đó là tôi chiến đấu trong cộng À, thì cái cái cảnh sát quốc gia là tôi nghĩ là cái chỗ mà tôi nghĩ rằng có thể có điều kiện cho tôi thực hiện bởi vì đấy là ngày xưa tôi thưa với quý vị là ngay từ đầu khi tôi còn đi học thì tôi là được à, bên à, cảnh sát họ tuyển dụng vô để làm à, mật báo viên hay nói một cách chính xác hơn á là tôi được à, chị đình len loại vô trong hàng ngũ sinh viên thân cộng để tìm hiểu những hoạt động của bên phía cộng sản sau đó thì tới cái tuổi uh, cuối ngủ thì tôi được bên cảnh sát tuyển nhận vô luôn với cái nhân viên không có cấp bậc và lương thì cũng chắc cũng không chắc đủ sống thôi chứ không phải thành ra tôi trước 75 thì tôi cũng chẳng có gì nhưng mà có điều kiện là tôi thực hiện được cái mà tôi muốn là trực tiếp chiến đối với cộng sản bởi vì đối với cộng sản với tôi thì dường như nó một một trời một trắng về hình nước lửa tôi không chấp nhận cộng sản ở đây mình muốn trình bày một cách chân thật cho thể hệ sau biết tôi không có muốn rằng là ở à, việt nam hòa phải là tốt cộng sản phải là xấu nhưng mà cái nhìn của tôi là cái nhìn của một công dân nước việt là một một trước khi ta ông già tôi là một thanh niên với tất cả cái nhiệt tình của người thanh niên lúc đó là muốn đem những hiểu biết và có thể cả xương trắng máu hồng của mình để công hiến cho đất nước. Cho nên khi tôi nói là tôi nói bằng trái tim của tôi. Thực sự chế độ Việt Nam cộng hòa cũng như nhiều chế độ khác vẫn có những cái không được hoàn chỉnh của nó. Chứ không phải nó hoàn chỉnh 100% đâu Ngay xã hội Mỹ cũng không hoàn chỉnh đâu Bởi vì nếu hoàn chỉnh là một trợ ngài là một thiên đường rồi Ta chưa biết thiên đường là cái gì Chứ nếu sống thiên đường cũng có thể thiên đường vẫn có những cái không hoàn chỉnh vậy Cho nên chi à, phía Việt Nam Hòa vẫn có những cái không hoàn chỉnh Những cái không hoàn chỉnh đó đã bị phơi bày Ai cũng biết Ngược lại thì thời Việt Nam Hoa chúng ta nó có một cuộc trần chuyển rất mạnh liệt giữa quốc gia và cộng sản người quốc gia được cái bóng được cái chế độ việt nam cộng hòa đổi cái non quốc gia để thực hiện cái lý tưởng đất nước phía cộng sản họ mượn cái bóng đó với danh nghĩa là vì dân tộc người cộng sản họ cũng giọng là cộng sản họ mượn cái lá cờ dân tộc vì vậy cho nên Lê dựng mới viết một cuốn sách là dương hai dương cao lá cờ xã chủ nghĩa à, dân tộc và cộng và xã chủ nghĩa tức là luôn luôn là phần gạt trong người trong khi phía bên quốc gia nói thẳng những điều mà à, thật ra nếu à, phía cộng sản hỏng cho nó tức là phía quyền quốc gia vẫn có những cái bất công vẫn có những cái trang à, ép những cái sự chèn bất công đó nếu đem tỷ lệ thì không có nghĩa lý gì đối với phía cộng sản vì xã hội nào là con người rồi đương nhiên có những cái bất công đương nhiên có những cái không được hoàn chỉnh và cũng đương nhiên có những cái rất hoàn chỉnh với những con người rất cao thượng phía người quốc gia phía người việt nam hòa cái lực lượng mà thật sự là con người lương thiện hoàn thiện quá nhiều cái số người mà theo cái cái gọi là không được đàng hoàng thì quá ít nhưng cái số quá ít lại được phía cộng sản phổ là phổ biến lên cho nên thì à, người ta nhìn cái diện quốc gia dường như có những dấu vết không được đẹp và chính cá nhân của tôi cũng đã bị nhìn cái đó ừ, bởi vì cũng có những tham nhũng vẫn có những cái chia rẽ vẫn có những cái này cái nọ đủ thứ phía người quốc gia, cộng sản thì tất cả mọi cái họ cháy dỗ. họ cháy dụng một cách tuyệt đối cho nên không ai biết được và khi mà chúng tôi khi trở về già hay là sau khi nhà tù thì chúng tôi mới nhìn được một cái khuyết điểm của quốc gia và chính cái khuyết điểm đó mà chúng tôi thất trận đó là lòng thương người cái nhược điểm của quốc gia là lòng thương người Nếu quay đó là nhược điểm Nếu quay đó là lý do để mất nước Thì đó là nhược điểm Quá thương người Quá tình từ dân tộc Cho nên chi phía Cộng sản Họ đã lợi dụng cái tình, tình từ dân tộc Để họ có chiến thắng Một hình ảnh rất rõ ràng khi ra mặt trận, nếu người cộng sản bị bắt bị khắc nước thì người quốc gia người lính quốc gia nâng, tôi có hình ảnh rõ ràng là người lính quốc gia nâng đầu của một người cộng sản và người kia một người lính quốc gia khác lấy bi đông nước của mình để cho người cộng sản uống có hình ảnh là người lính quốc gia hai người lính quốc gia một người thì cộng đồng đội của mình một người thì cộng một tên cảnh binh cộng sản cùng chạy về một phía đó là chiếc phi cơ tạ, tạng, thương. Cho nên chi có ai bảo đảm rằng cái anh cảm binh cộng sản đó sau khi lành bình sẽ không phạm lại người quốc gia? Có ai bảo đảm không? Nhưng khi người cộng sản bắt được chúng tôi chết, hành hạ để chết, hoàn toàn không có một chút tình nhân ái nghĩa đồng bào. Nhưng lúc nào phía Cộng sản cũng tình nhắn ái về nghĩa đồng bào. Nhưng tôi cho rằng là nhược điểm để thất trận. Nhưng đó là ưu điểm để thắng trận. trước khi 30 tháng 4 thì có những ngày khoảng tháng 3. Là những ngày chúng tôi di tản từ Quảng Đức đi về. Khi di tản về Quảng Đức đi về thì cái đoạn đường đó rất là uh, trầm kha. Cái số người lĩnh của tôi chết khoảng đâu ba bốn người. Vì khi họ họ vượt qua cái con sông, à, nếu tôi không lầm thì là con sông đó là Eakrongen. À, đó là cái vùng nước cuốn. Khi mà tôi đi thì tôi à, đề nghị một số anh em là đi bơi qua đó để mà chặt cái dây rừng, để mà làm cái cầu và giúp cho đồng bào mình họ dùng cái đó để họ nữ đi qua và đi đốn tre để kết bè đi qua. Thì khi mà qua cái con sông đó về nước cuốn, À, chết hình như một ba người à, thì à, từ khi đó đi về thì tới cái à, về ấy, thì tôi cho những người lính của tôi đi về trước ai muốn về thì cứ về riêng tôi là một sĩ quan thì người sĩ quan khi tuyên thề trước lá cờ sẽ thề trung thành với tổ quốc tầm trung với đất nước với quê hương cho nên chúng tôi không thể bỏ cuộc chiến như những người lính chúng tôi được và hệ cái đi ngang đơn vị nào đang còn thì chúng tôi tình nguyện vô và xin tiếp tục nhưng mà vận nước không được may mắn thất trận thì tôi không tôi chỉ đây là một cuộc thất trận chắc chúng tôi chưa thua cuộc thì xã hội của trước 75 là như thế vì cái xã hội đó có một nền giáo dục dựa trên ba phần căn bạc nền giáo dục Việt Nam dựa trên ba căn bản đó là giáo dục nhân bản và khai phóng ba nền giáo dục đó đã đào luyện lên một lớp người cho chúng tôi cho tới giờ ngày hôm nay chúng tôi vẫn thích mặc bộ áo quần này bởi vì trách nhiệm đối với quê hương chúng tôi chưa hoàn thành thứ hai lúc nào cũng hộ thẹn với tổ tiên tổ tiên đã để lại những gương quá sáng mà chúng tôi là những người theo chân của các ngài Nhưng chúng tôi không có được Cái uy dụng như các ngài Đúng ra với tư cách một sĩ quan dù là cấp thấp Thì tướng chết tướng mất thành Thì tướng phải chết theo thành Chúng tôi không phải tưởng Nhưng mà ít ra bằng tư cách sĩ quan Thì chúng tôi đúng ra cũng phải có sự sự Đối với cá nhân của mình Sự sự đó là như thế nào Đó là chúng tôi sống thẳng đứng con người và không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Bởi vì à, ngày xưa thầy của tôi dạy muốn làm con người khi bước ra đời thì các anh phải nhớ thứ nhất là phú quý bất năng dâm bằng tiền bất năng di uy vụ bất năng khuất. và những người thanh niên chúng tôi lúc đó lúc ra đời đã mang trên vai ba câu nói đó tôi được à, một bài thơ của trong phong trào nhân văn giải phẩm đó là bài lời mẹ dặn bút giấy tôi ai được cấp giật đi tôi sử dụng giáo viết văn lên đá đó là yêu ai cứ bảo rằng ai yêu ghét ai cứ bảo rằng ghét dù ai ngon ngọt nuôi chiều cũng không nơi yêu thành ghét dù ai cầm giáo giỏi nhất cũng không nơi ghét thành yêu và đó là lý tưởng sống của những thanh niên của thế hệ chúng tôi Thì do nền giáo dục đó cho nên chúng tôi đã sống rất xứng đáng là một con người. Nhất là con người được mang cái cái dòng mẫu cuộc cường của tổ tiên để lại. Khi mà thất trận, thật sự trong lòng tôi hận lớp đàn ánh của tôi. Hận là bởi vì họ đã không nghĩ tới cái sự tồn vong của đất nước mà có một về một số đảng anh đã tham nhũng. 30 tháng 4 cũng là kết quả của những tham nhũng của những người có có chức quyền. Nếu những người đó dĩ nhiên mình mình phải nói rằng là à, cái 30 tháng 4 chúng tôi thất trận là do sự phản bội của bạn đồng hành. Điều đó có thật. Thật 100%. Thí dụ như chúng tôi à, có được à, xe nhưng tôi không được chạy về xăng. À, đàn thì chúng tôi cũng được cấp những cái số đàn đó được dùng à, bao nhiêu viên. Và nhất là xăng thì chúng tôi hoàn toàn không sử dụng. Thành ra có những cái đợt, ví dụ chúng tôi đi hành quân à, lục soát Phụng Hoàng thì thường thường chúng tôi phải đi bằng phương tiện Thiên. À, và mình có câu là tiên trách kỹ hầu trách nhân thật sự ra thì chúng tôi cũng có dự phần trong cái vấn đề mà thua cuộc vừa rồi à, bởi vì cũng có khi mình hồi trẻ thì lâu lâu cũng cũng phá, phá làng phá xóm bằng cách là à, bỏ đơn vị đi nhậu với bạn bè chẳng hạn cũng góp lại một cái phần nhỏ trong cái phần mất nước. Thí dụ như cái lúc mà dạy về chính hướng họ dạy về à, cái chủ nghĩa cộng sản về quốc gia thì tụi tôi vô đồ ngát dài và đi kiếm chỗ đi chơi, trốn đi học hay là khi à, thích mê truyền kiếm dung à, thì đọc kiếm dung nhiều hơn là đọc những cái binh thư của mình thì ít nhiều cũng có góp phần à, trong cái vấn đề mất nước. À, à, mình cũng phải thẳng thẳng nếu không có tham nhũng thì chưa chắc à, người đồng minh đã bỏ mình. Mặc dù mình biết lúc đó họ, người đồng minh của mình, họ phân chia lại cái thế trận của họ trên thế giới. Nhưng nếu họ cảm thấy rằng là mình có thể tin cậy hơn thì chắc họ cũng có thể có những suy nghĩ lại. Và à, mình cấp chỉ huy của mình đã không tận dụng cái lòng yêu nước trong quân trong những cái người đàn em cấp dưới. Cho nên đã không có một kết hợp để mà cứu nước. Nếu lúc đó mà những bậc đàn anh lớn họ nghĩ tới quốc gia đại sự hơn, họ nghĩ tới vần mệnh đất nước hơn, thì cũng có lúc cây tay kiếm có thể quay ngược lại. Và chiến thắng là tôi không giảm chắc, nhưng mà chắc chắn không thất bại. thí à, dụ như là à, ông người Câu Kỳ, ông khi mà ở Tân Sa Châu thì phải, thì ông lên đó ông kêu gọi là phải ở lại chiến đấu thật sự không có cái đó tôi đã đi vì tôi là sau này tôi có tốt nghiệp khóa thuyền trưởng à, tôi biết lấy tàu thêm một vị trí có, có cho phép tôi có cho người ngoài tôi nhưng mà tôi lại mê cái lời kêu gọi của vị tướng của mình cho nên ở lại và rồi chẳng được cái gì thì tệ ra sau khi ông nội xong đi ra hầm đợi bại để gì đó thì tụi tôi vẫn à, có những hoài vọng hay là À, trước sau khi mà 30 tháng 4, 75 Thì tôi Tôi thấy hoàn toàn tôi Thất thể, thất vọng Cho nên tôi đã rút súng Còn lại khẩu súng duy nhất của tôi à, Tôi rút súng bắn vào đầu Thì bà xã tôi hất cái tay Bà bảo rằng là Anh chết thì phần anh thì khỏe rồi Nhưng mà ai nuôi con Và sau đó thì khẩu súng à, Được liền xuống giết Và tôi trở thành nhưng mà ý chí cứu nước thì không 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 bỏ đi được tôi không chết nhưng mà tôi phải tiếp tục cuộc chiến bằng cách là tôi dạ dàng đi buôn. tôi dạ dàng đi buôn vải à, đi xuống tới Long Khánh để tôi kiểm mà khu kháng chiến và những anh em ở trong đó nhưng mà tới đó thì tôi cũng ra từ Long Khánh tôi vẫn không kiểm ra được tôi đi rất nhiều nơi với cái cái vai trò là cảnh băng vải dạo thì nhưng mà đi không được thì tôi bằng ở bà xã tôi là chắc không đi trình diện chấp nhận bởi vì đi cũng chết ở nhà cũng chết thì tại sao mình phải đi tôi không đi nhưng mà tôi lại nghe tin rằng là có anh em của mình đang lập một cuộc kháng chiến và đang cần quân cho nên nếu trên chiếc xe mà, mà tại tù là đám tù tôi đi thì sẽ có anh em ra cướp xe Tôi có dặn bà xã tôi, nhà tôi. Lúc đó hai đứa tôi cùng đi trình diện vào ngày 26 tháng 29 tháng 6 tháng 8 gì đó khoảng đó. Thì trình diện là bà tòng Thì bà xã tôi có mua một miếng thịt bò về và nấu canh thịt bò với xã và tôi có nói bà xã tôi là mua mấy bộ ảo quần uh, sơ sinh uh, uh, và tôi chính tôi tôi thiêu trên cái bộ ảo quần đó À, nếu con trai thì đặt là xuân hiền, à, nếu con gái thì à, à, đặt là hiếu. Nhưng mà sinh thì tôi tôi thiếu chữ vô đàng hoàng và tôi đi thì tôi dặn nhà tôi, tôi nói em soạn cho anh mấy bộ áo quần thôi, nhưng mà cái áo nào cho thiệt dày và cho anh xin một ít à, bột, bột ngọt thì bột ngọt á, là để cầm thương là nếu mình bị bắn á, thì mình có thể dùng bột ngọt để mình, mình, mình cầm thương được à, và một ít thuốc à, thời khí ví dụ đau đầu rồi đó ho rồi đó à, và bà xã tôi có còn lại một ngàn hai trăm đồng thì tôi nói đúng ra tiền này của em anh có lấy làm gì nhưng mà chắc có lẽ là anh cần phải đi thành ra anh xin em sáu trăm em kết vào trong túi cuồng chanh và kết kỵ cho anh và khi đi trên xe mà em nghe có lộn xộn thì em đừng kiếm ăn nữa vẫn đã đi rồi và anh nghĩ rằng cái việc ra đi của anh rất cần thiết cho đất nước cho tương lai của con mà rất tiếc thì trên đường không hồi gì thì ra hết cho nên tù tội cũng khoảng bảy năm sau để trả lại cái cái mong nợ mà mình đã không làm tròn trách nhiệm với đất nước. Thực sự thì à, tôi, tôi, tôi vẫn nghĩ rằng á là đất nước phải sang trang. Nhưng mà sang trang lúc nào thì tùy theo tình hình sôi nổi bên ngoài, có những bản tin của những người thăm nuôi hay là tôi tôi đọc những tờ báo của gia cộng thì tôi tôi đoán lại ngồi đoạn lại nhưng mà chắc chắn phải có ngày đất nước sang trang bởi vì đây là cái niềm lạc quan của những người của chúng tôi bởi vì những người biết về lịch sử thì biết rằng đất nước của mình đã nhiều lần bị bắc phương đô hộ nhưng tổ tiên đã lấy lại đất nước nhưng mà không biết bao giờ thôi có thể trong đời tụi tôi chưa có nhưng mà cũng phải có ngày đất nước phải sang trang và nêu nuôi niềm hy vọng đó chúng tôi sống cho xứng đáng con người và thứ hai nữa chúng tôi muốn chứng tỏ với cộng quân biết rằng nền giáo dục của chúng tôi là một giáo dục được hưởng từ tổ tiên để lại đó là nền giáo dục cắn bản là khai phóng giáo dục và nhân bản cho nên tôi sống không chịu quy lụy với cộng sản thường thường người ta gọi là nghèo thì hèn, Ê, nhưng mà chúng tôi không không hèn, chúng tôi nghèo thì khổ thôi, chứ chúng tôi không nghèo hèn, không có lúc nào chúng tôi khuất phục cho kẻ thù và chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi có lý tưởng và lý tưởng đó đã vực chúng tôi đứng thẳng người và chúng tôi chấp nhận giáng trưng, không chấp nhận hàng hạ. Đầu tiên thì à, từ à, Bá Tòng, thì đêm đó vợ còng trợ tôi lên cái trại gọi là trại giam tù binh cộng sản ở vùng biên hòa thì sau này á à, tù tôi gọi là cái trại tù suối máu còn cái tên cộng sản thì tôi không không chưa từng nghe à, có thể có có thể không tôi không biết nhưng mà cái trại đó trên giấy tờ thì gọi là trại giam tù binh cộng sản ngày xưa là tới giấy tờ của việt nam hòa mình á rồi đến cái lúc mà trại tù của tù tôi thì anh em tụi tôi gọi là trại suối máu ở suối máu được khoảng thời gian thì lúc đó tôi và nhà tôi thì ở hai khu một khu nam một khu nữ nhưng mà khoảng tuần lễ thì đêm đó chúng tôi nghe một tiếng nổ ở phía bên nữ thì tôi lo lắm bởi bên đó có nhà tôi đang có chữa ở bên đó nhưng mà sáng ngày mai là thức dậy thì tụi tôi không được đi ra ngoài nó bên trong hết nó không cho ra ngoài thì sau đó một thời gian mấy ngày sau đó thì tôi biết bên nữ đã chuyện đi rồi nhưng tôi được chuyện đi đâu rồi tiếp tục thì tôi ở bên trại suối máu một thời gian tôi không nhớ rõ là bao lâu bây giờ cũng lâu rồi trí nhớ không có rõ thì tụi tôi cũng không lâu lắm tôi nghĩ là khoảng 5 sáu tháng ba bốn tháng gì đó thôi thì chuyện qua trại ăn dưỡng trại này thì chúng tôi đi đi bộ thôi cũng gần thì trại này ngày xưa là cái khu ăn dưỡng của quân đội Hoa Kỳ thì tụi tôi về đó về đó cũng ở một thời gian cũng ngắn thì lại chuyển chúng tôi qua lại bên trại suy máu rồi thì thời gian sau thì khoảng năm bảy mươi bảy tám bảy 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 tám nhé thì tụi tôi chuyển cộng sản nó chuyển tôi qua trại z ba mươi d z ba mươi d thì ở đó nó có một cái đặc biệt là cái mùa Tết năm 1978 thì tụi tôi tổ chức một cuộc hát nhạc chính huấn Lù thiên. cái cái người cầm nhạc lúc đến nhạc lúc đánh đàn lúc đó là nhạc sĩ Duy Trác là ca sĩ Duy Trác là hát bạn Ly Rửa Mừng và nhạc sĩ Bảo Tổ hình như bây giờ đã Bắc Cao Ly À, thì tôi không biết anh này nhưng mà nghe nghe mấy kia kể lên bảo tổ thì tôi biết bảo tổ thế cho tôi hoàn toàn tôi biết anh này nhưng mà à, anh à, khu Trác trạc thì đàn anh lớn của tôi ừ. Và tôi kính trọng anh khu di trạc như một người anh lớn và sau này thì anh ra tù thì trước tôi và tôi ba về thì tôi có lên thăm anh trác thì anh hai vợ chồng tôi với đứa con lên thăm ảnh về chú qua anh nhưng mà anh, như anh lớn cho nên khi tôi lên thăm anh thì anh dặn đừng lên thăm anh nữa bởi Vì anh đang bị tôi giật còng theo dõi Cho nên tôi cũng không, sau này Thì không lên thăm anh nữa Nhưng mà trong lòng tôi Thì rất Kính trọng và thương anh Trác Kính trọng anh Trác như một người anh à, Thì tôi ở Z30D thì Xong đến A20 A20 thì cái cái Tôi có được một lần được vờ lên thăm nhưng mà không gặp mặt Hay lúc đó tôi bị kỷ luật à, tôi bị kỷ luật là lúc đó cộng sản nó tuyển đâu khoảng tuyển tức là nó lấy từ trong cái đám anh em tụi tôi là khoảng một trăm lẻ mấy người nhưng tôi không nhớ rõ nhưng mà dường như một trăm lẻ tám bởi vì lúc đó anh em à, gọi nhau là một trăm lẻ tám anh hùng lưu sơn bạc à, tụi mình là anh hùng lưu sơn bạc tức là đưa về đó mà theo thằng theo à, trung Uy vòng nó là ban giáo dục của trại á, thì nó gọi là trại tiền giải phẫu tức là nó cho là tụi tôi phải, phải giải phẫu cái đầu lại mà để mà học chẳng tôi không chịu học cho nên là, là trại tiền giải phẫu thì cái trại đó nguyên cái 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 nhà đó là nguyên của nhà nữ tức là cái cái đám nữ uh, họ đi rồi cho nên chỉ tụi tôi vô ở đó thì chị thụy đừng có ở đó vô độ xong đông mấy ngày thì tôi thấy cộng sản nó gọi anh quốc chí trác đi trước và anh quốc chí trác bị giữ danh kỷ luật đầu tiên hết Thế anh trác anh có nói là khi nào mà tôi bị kỷ luật thì anh là cá nhân tôi anh chuẩn bị đó bởi vì nó nó đang ghim đảm anh em mình làm mà tôi ăn uh, tên nó nó theo rất là kỹ đại khái vậy. thì quả nhiên mấy hôm sau thì tôi uh, có trật tự nó ngoài tôi uh, đi thì ngoài đi thì đi về hướng phòng kỷ luật và tôi biết tôi bị vô kỷ luật rồi thì một cái tay sau này khi tôi làm việc thì hẳn ta từ giới thiệu là thiếu tá của bộ nội vụ tôi quên nó có giới thiệu tên mà tôi quên rồi ăn cái giới thiệu tên thằng nó dòng quảng bình thì à, hắn hỏi tôi tên gì thì tôi nói tôi 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 nói là tống phước hiến cho tôi không có già thứ cán bộ cán biết gì hết thì à, anh là người bình thị thiên hả tôi không hỏi vậy ở đâu huế ta bảo huế là bình thị thiên tôi nói tôi không biết bình thị thiên là đâu mẹ tôi sinh ra nữa tôi là dân huế tôi chỉ biết tôi là dân huế thôi thì nó bảo anh luồn sùng À, bây giờ đặng à, lấy ba tỉnh bình trì thiên à, góp lại thì gọi là tỉnh bình trị thiên anh thuộc bình trị thiên anh nghe rõ không tôi cũng trả lời Ê, vô thì nó trả thù tôi là nó còng hai chân hai tay tôi luôn à, và nó 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 phía ngoài cái cái cung á à, ý, ý, sau đó thì nó hành hà tôi cũng cũng khả cũng khá chiếu cố rồi nó có tin cho tôi biết rằng là anh được vợ anh lên thăm à, bây giờ anh muốn gặp vợ con anh không à, nếu anh muốn thì tôi sẽ cho gặp à, mà rồi thì tôi cũng trả lời gì hết thì nó kêu tôi lên trên cái lầu á trên cái lầu đó nhìn ra thì cái khu thăm nuôi thì nó bảo anh nhìn ra khu thăm nuôi ăn qua thì có vợ ăn với con ăn không thì quả có có nhà tôi và đứa con gái đứng ở đó thì tôi nó có thấy thì nó kêu tôi vô phòng nó để tôi một tờ giấy cái viết phòng hình như phòng ngủ cá nhân của tụi nó với một là bao thuốc hình như bao thuốc vòng cọ thì phải bao thuốc tuy nhiên tôi nhớ không lầm hình như là chữ vòng cọ với có hộp quẹt những hộp quẹt đó bằng cái tách ra quẹt một cái, cái hộp giếm, với một bình nước trà cái ly thì mình ngày xưa mình hút thuốc dữ lắm ngày xưa tôi hút uh, patu xanh rồi uh, là melia đen nghe uh, xanh thành ra có thuốc thì cũng ghiền, nên, nên sẵn thuốc thì mình hút sẵn nước trà thì mình uống uống xong thì nó bảo anh chỉ cần viết một câu tôi sẵn sàng khai báo đồng bộ thì anh sẽ được thăm nuôi anh muốn ở lại anh nói chúng tôi cho ở lại với chị ở trong nhà hạnh phúc anh muốn gì cũng được tùy theo cái muốn của anh khả nói chúng tôi cho phép chúng tôi sẵn sàng nhưng anh chỉ viết một câu thôi không cần viết nhiều tôi sẵn sàng khai báo đồng bộ trên đó thôi thì nó bỏ đi ra tôi hút đưa thuốc xong cái leo lên giường rồi nó ngủ ngủ thì nó dày nó tánh thức tôi nó hỏi, anh viết cho nó tôi không viết bởi vì họ tại sao tôi có gì đâu tôi khai báo tôi không có gì để khai báo với các anh hết họ còn nhiều lắm đúng tôi còn nhiều mà cái thằng khai báo của tôi đáng phàn nàn nhất của tôi là tôi ngu tôi nghe lời các anh tôi đi trình diện cái nền đạo đức của việt nam không cho phép đầy ải ti tiền với một người đã tin mình chúng tôi tin các anh chúng tôi tin trong dòng máu các anh là dòng máu việt nam chúng tôi là dòng máu việt nam chúng ta chỉ khác nhau cái quan điểm lý tưởng thôi đó là vận mình của đất nước hôm nay đất nước đã trở lại với một các anh nhân dân chủ nghĩa dân tộc các anh nhân danh là đại nghĩa dân tộc tôi nghe theo tôi đóng tiền trên đời này không ai ngu mà đi ở tù mà đóng tiền hết Tôi ngu này Cho nên tôi không có gì để nói chuyện mà anh nợ hết Để thôi Còn các anh đã đầy đò hết mức rồi Cùng hai chân hai tay cho còn gì nữa Anh làm gì làm Vợ tôi thứ các anh vợ tôi là một người đàn bà Tôi cưới hoại để trở thành bạn đời Chắc Phật con mồi để cho các anh dùng đó Để mà nhiều tôi không đừng làm chuyện đó đối với tôi đối với những người như chúng tôi tình nghĩa vợ chồng là thiêng liêng chẳng phải tình nghĩa vợ chồng là thể xác để trao đổi cả đừng sử dụng nó như miếng mồi thì về đó thì nó cũng giật tôi mấy đá mấy heo gì đó rồi thì nhốt kỷ luật tiếp và liên tục cho tới ngày tôi ra tới một cái trại khác và trả 20. À, thì nó thì mình thất trần thì mình cũng phải chấp nhận thôi bởi vì cái giá mình phải trả mà cho nên xin nhớ rằng là cái nào có cái giá của nó hết hồi đó mỗi lần đi chuyện chuyện trại là tôi tôi ngài lắm vì lý do là nó xiềng tay nó xiềng nó bóp tay đau quá nó bóp cái còng số 8 nó bóp hết sức của nó cho nên những cái khía cạnh đó, nó bám vào cái 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 thịt như cá nhân của tôi bị rửa máu và cái 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 phần trên là máu lưu thông cho nên nó có sưng lên à, thường thường đi đó là cái trại thương mấy lần trước chuyện trại tụi tôi đi bộ không à tại vì từ uh, tài giám trại uh, máu qua ăn dưỡng ăn dưỡng qua sửa máu thì nó cũng gần riêng từ sửa máu đi uh, đi z 30 d hơi xa nhưng mà không xa lắm uhm thì cũng có công nhưng mà dường như lúc đó nó cũng chưa cái chưa dự dằn như là khi mà đưa từ tu từ Z30 Z30A 30D lên tới A20 là cái hận thù nó đến tới cao rồi cộng sản gọi là cao điểm của hận thù á thì nó bốc, rất đau à, thì khi mà mỗi lần triệu tàn với ngã nhưng mà triệu tàn nó có cái sướng là cái ngày cái ngày bữa đầu tiên ăn cơm trại mới là được ăn một chén cơm được ăn một nửa một nửa của chén cơm, chẳng phải một nửa chén cơm. Và có một chút nước mắm, trong nước mắm đó có một tí mỡ, nước mỡ. Đó là một bữa ăn thịnh soạn nhất của đời tù. À, còn cái vấn đề ăn thì thường thường uh, những uh, những cái trại giam như uh, như A20 chẳng hạn á thì thường thường tụi tôi uh, thiếu muối tức là họ nấu một cái chảo khủng khiếp lắm rồi bỏ đâu mấy một hai chén muối rồi thì mỗi ngày như vậy là tụi tôi được một tuần lễ cỏ được 5 ngày có nước muối mỗi người như vậy là được một muỗng cơm một muỗng cơm nước muối nước muối lạc bởi vì nó giải thích rằng nếu có nước muối thì nó sẽ mình người tù họ sẽ thấm vào trong cái 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 gì, cái dẻ dạ để họ quấn vô cái cọc cái 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 cái, cái sắt của cánh cửa làm cho mòn cánh cửa đi để bẻ cánh cửa trốn chạy đó là lỗi giả sức của họ ừ. cho thiệt ra mà muốn có mà làm cho mòn axit nó ăn mòn cái cái sắt đó cũng cũng cái đặng lắm nhất phải chuyện dễ ừ. hồi đó tôi còn nhớ một bàn tôi à tụi bàn nó chết nó gần chết thì tụi bà mấy bà nói mày là thằng lì nhất mày qua mày hỏi ra thì nó cần cái gì, tụi mình giúp được gì giúp. thì tôi qua tôi mới qua đó thì nó nói, tôi bé kiếm cho tao một cục muối. mà mày có biết mày bị bị thế nào? tao biết tao sắp chết, tao biết. Lính mà không chết chỗ này chết chỗ khác thôi đâu, ngạn gì đó tắm sẽ chết. nhưng bây giờ cần cái muối, tụi phải kiếm được cho tao một muối. mày xin lỗi quý vị là muối nó vàng còn đắt còn hơn vàng bây giờ vàng bây giờ anh còn kiếm được ở trong tù sao kiếm ra muối không bao giờ có muối thì tụi tôi mới thấy một cái anh bên cái nhóm bên chỗ cái đám mà hình sự họ chợ xe muối thì tôi tôi chẳng lại xin muối nó mấy chú ơi mấy đừng 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 có lấy muối lấy muối tụi nó đánh con chết á tôi nói bây giờ tao cần muối mà muối xe nhà mấy nhau thì tụi mấy chú đánh con này đánh đánh siêu kiều đánh la liều tụi con được nữa rồi mấy chú mày lấy rồi sau này cảng bộ nó biết được á là tại tụi con bị mấy chú đánh lấy chứ không phải là tụi con cho tức là những cái ăn uống rất là kham khổ à, thường thường à, tụi tôi nhất là trả 20 á, thì họ lấy cái khoai mì cái khoai mì mình ăn không phải là khoai mì gòn mà khoai mì gọi là khoai mì công nghệ tức là trồng trong vòng 6 tháng thì một cục khối mì nó có cái trọng lượng nó là thường từ 9 hoặc 10 kg trở lên. À, thành phần ăn được chia ra như sau. Người xuất sắc nhất là được hâm mốt ký. Xin lỗi quý vị không phải là 1 ký gạo nghe. Nó gọi là hâm mốt ký bột. Tức là muốn cho ăn gì thì cho. Là hâm ký bột. À, người giỏi xuất sắc hơn một ký người giỏi 18 ký người trung bình 15 ký người kẻ 12 ký riêng Tống Phước hiến 9 ký rưỡi thì à, khi mà đào lên á, là nó họ cân là cân luôn cả đất và cái vỏ cái áo phía ngoài nó cái cụ của mình nó có hai lớp áo lớp áo bên trong và cái lớp áo ở phía ngoài nữa nó đem nó cân hết kệ cả cái cụ phía trên mà cái 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 hôm phía trên nó cân luôn xong rồi mới để như vậy và họ cắt cái 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 hôm ra thôi và ra sắc lạc à tôi không không hiểu rằng bây giờ người mỹ ở đây văn minh họ có chế được một cái máy sắc lát khoai mì mà mỏng như vậy không Thế tôi nghĩ cái này là một cái cái thủ thuật quá giỏi quá xuất sắc kỹ kỹ sư cũng tạo được cái máy nó cắt nó có lá khoai mì mà khi mà phát tụi tôi ăn á mà tôi dám bảo đảm tôi lấy tất cả những nhiều tôi bảo đảm nếu cái cầm lá khoai mì mà liền có vắt rồi mà cái đố quý vị lột ra được nó mỏng đồ nó dán hẳn vào trong nó luôn à, và nó ngâm trong một cái cái bể 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 nước muối cái bể này á nó lấy từ cá thối cá hôi thối lắm và muối kinh khủng nó ngâm trong đó xong nó lấy ra nó nấu tụi tôi ăn khi cần nước cần muối thì nóng trong muối còn lúc đó thì mình quá sợ mặn thì nó ăn ăn mặn ăn mặn để không có nước và thế là tụi tôi thèm nước thèm kinh hoàng lúc nào tụi tôi cũng tưởng tượng ra nước mà thiếu thiếu thực phẩm còn chịu đường nổi thiếu nước thê thảm vô cùng thê thảm chưa thể tưởng tượng được ở trong đó có một hai người bị thiếu nước mà nếu mà theo như mấy bác sĩ ở trong đó cho biết nếu tệ chừng thêm một ít nữa một thời gian nặng nữa thì hai người đã chết vì thiếu nước đó là cụ lê sáng cụ lý sản là võ sư truyền nhân đời thứ nhất của vô vi nam người thứ hai là cụ Nguyễn duy giả cụ là chứ tôi nhớ không lầm thì cụ là tổng giám đốc đông kinh ngân hàng à, thì về thì sau đó thì cho uống nước thì các cô cũng lấy lực sức mà ở trong đó nó ác cái chỗ á, là thí dụ như tụi tôi khắc nước thì nó nó cho uống nước thì nó cho trong cái lông vigo rồi nó trọi tụi tôi lại rồi nó nó cầm lông gô, nó bỏ trong miệng mà như tôi đâu có miếng nước nào đâu tôi nghĩ tôi không có thì mấy thằng kia cũng anh bằng tôi không có sống đổ cái ao dưới đất mà cái lúc mà thấy nước bị đổ cái cơn thè cơn, cơn, cơn thèm nước của mình nó lên kinh hoàng lắm khi mà nói chuyện khi mà cán bộ nó nó nói chuyện với tôi á là khi nó 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 dùng chữ là đàn áp thì đúng hơn bởi vì trong đó nó có một sự kiện xảy ra rất là lớn à, mà tụi tôi gọi là phong trào cái cái sự kiện đó gọi là cái sự kiện nối ít nối quốc tức là không ăn không đi lao động nguyên do là à, trong cái, trong cái 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 trại giam A 20 mươi là có cái đội chú quyến cái sổ đội lúc đó là đi đi dạy lúa đi trồng lúa thì hai người trồng gánh gánh cái 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 cái, cái lúa lúa giống á là anh Phùng Văn Tiện và người thứ hai là anh Cải Trọng Ti thì khi mà không biết nó có sự toa đập nhau không biết Nhưng mà khi mà phát ra đó một cái thúng để mà gánh gạo á Thì thúng lớn nhưng mà rách vành Nó bắt chạy Rồi khi chạy thì đương nhiên lũa phải rớt ra phía ngoài đường Thế là nó kết vào cái tội phá hoại Và đi ra ngoài chỗ cái khu cánh tác đó Nhà, nhà tròi đó Thì nó kêu hai anh vô nó đánh Nói anh thì tôi là người phản ứng Tôi không tôi la lên Rồi sau đó thì cán bộ còn dạo tên cán bộ quyền Nó ra Nó cũng thả hai anh đó ra Thì uh, Nó bắt đó là không ai, không ai lao động hết Đứng yên không ai làm hết Thì nó bắt là bây giờ tôi uh, Chỉ định hai người một, một cặp Một người quốc, một người nhặt cỏ mà tôi bảo người nào làm thì người đó phải làm ngay lập tức thì tôi nó cũng ghim tôi rồi mà tôi với anh anh thiếu tá người trọng nghị anh này thì là tụi tôi gọi là anh tây nhà đèn tôi cũng cũng trồng anh năm và hai đứa tôi cũng gọi lên thăm anh anh nghị ở tại sài gòn anh giống ông tây cả gia đình ông giống tây tụi tôi đặt ông tây nhà đèn thì anh là thiếu tá mà rất dễ thương rất xứng đáng là thằng anh thì anh nghỉ thì ngồi Tôi thì đứng để quốc Tên đã biểu anh hiến quốc Tôi nói tôi không quốc Mà anh chống đối lao động ha tôi, tôi không chống đối Nhưng mà tôi không có quốc Và anh không chống tôi trả anh quốc Tại vì cán bộ làm sai chính sách à, Nó hỏi tôi Tôi làm sai chỗ nào Cán bộ đó có quyền đánh tù mà anh không được gọi là tù anh gọi là học viên ở thiết học viên không được như anh đang đánh học viên Các bộ đang đánh học viên không có không ai cho phép đánh học viên hết chúng tôi phản đối cái việc này và chúng tôi không đi lao động bây giờ tôi bảo anh làm không không bây giờ tôi muốn gặp cán bộ chỉ huy của cán bộ để tôi trình bày rằng chúng tôi đang bị các anh đánh thì sau đó nó dẫn đuổi về dẫn đuổi về thì cái tối đó ở trong nhà của tôi có một người dạy giọng Bắc. Nhưng mà tới giờ này á, thì khi mà tôi gặp anh em A20 á, thì mọi người nói tên một người. Không ai nhìn ra cái giọng nói đó hết. Tôi thì tôi nghi anh Nguyễn Tú Cường. Anh Cường thì sau này anh ở xa uh, và anh chết rồi. Anh kêu là mỗi lần về thì anh hai uh, cả hai vợ chồng về ở lại nhà tôi. Thì cái giọng Bắc nói mà bây giờ tôi lập đài thì cũng gần gần như vậy. Đây là bộ tư lệnh của lực lượng kháng chiến ra lệnh cho các anh em các sĩ quan quân lực Việt Nam Hòa ngày mai cấm tuyệt đối nhận phân án của Cộng sản để chứng minh chúng ta là còn danh dự của một sĩ quan quân lực Việt Nam Hòa cho đến lúc nào bọn cộng sản không có đùng không được đùng chạm tới em thì khi đó bộ tư lệnh sẽ chỉ định sao thì chúng em có chọn một cái cái tiếng giống như một tiếng ly tiếng chén nó về Thế là ngày mai bắt đầu ra ra thì buổi sáng anh em đi lạnh thân ăn lạc khoai mì đó để, để dịa chén không ai ra nhận hết thì nó kêu một số anh em ra mà nó ghim sẵn thì đó cái thằng kêu tôi là cán bộ là tên thằng lý kêu, những cái tên có tên sau đây phải ra thì kêu tên tôi trước ra một đông cùng năm anh em và khi mà nó bắt tôi nó nó nói à, nó lý luận về cái cái những cái đề tài về mà nó nó đưa ra thì tôi nói các anh nó tình dân tộc nghĩa đồng bào nhưng mà tình dân tộc các anh ngồi trên ghế tôi ngồi dưới đất à dân tộc cái kia vậy các anh ăn đầy đủ tụi tôi ăn thiếu các anh bắt khát nước gần chết cho nên chứ tôi không tin vào những điều các anh nói Sau đó tôi bị kỷ luật à, Tôi bị kỷ luật thì uh, Thời gian thì nó cũng thả Nhưng mỗi lần nó thả tôi ra Thì nó bể Cho nó, nó tôi không rảnh để đi nữa à, nó bể thì nó bể ra để ngoài đường á anh em thấy tôi ngoài đường thì bồng tôi vô rồi Cho tôi ăn uh, Ăn mì gói Thưa mì gói ngon vô cùng tôi chưa tưởng tượng được có một cái món mì gỏi nào mà nó ngon đến cỡ như vậy anh em họ mới à, lấy một nấm mì gỏi mà mì vùng á bỏ trong cái gô nước rồi thì, thì bỏ nấu nước sôi rồi rót trong miệng mà tôi uống cái nước nó vô á nó chảy cái ông mẫu nó chảy nó răng 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 nổi lên ở trong đó thì sau này tôi được anh em đặt trách là à, nấu mướn nấu mướn là anh học á anh làm được một con resort mà nội mình mình nấu nó kêu ầm lên đó. đó. mà tôi thì tôi thành lì cho nên chứ anh em ví dụ có quà thăm nuôi mà không dám nấu đó thì tôi nấu nấu xong rồi cũng chia được một phần cần công của mình đó. rồi anh em từ ba thằng tụi tôi ăn với nhau thành ra ở trong tù có rất nhiều cái kỷ niệm và đó là những bài học rất lớn cho khi mà mình ra đời. Nói về đứa con và nói về cái biết gì về đứa con của tôi khi ở trong tù sẽ có nhiều chuyện để nói. Thứ nhất là cái tin từ vờ đưa vô à, nhà tôi có gửi cho tôi một lá thư à, sinh được một đứa con gái đầu lòng đặt tên là Titi. Thì tôi mới nói lại người bạn là, là tao có đứa con đầu lòng rồi con gái mẹ nó đặt là Titi thì ăn tên nó bảo và tôi bị kêu lên làm việc bị kỷ luật một tuần lễ vì lý do là tôi nó yêu cầu tôi phải viết thư đồng viên dùng chữ đồng viên bỗng ngoặc ngoặc cho gia đình rằng không được gọi là sợ Mỹ tin Mỹ nữa tôi không hiểu cái chuyện này Tôi lý do thì nó nói rằng là, là Con anh vẫn đặt tên mì Tôi nói chết mẹ Trời trên đời tôi, tôi, ghét tên người của tên Việt Nam thiếu gì tên Mà vợ mới đi đặt tên mì trời Thì tôi lúc đó tôi cũng việc là tôi chưa đặt được lá thư của bà nhà bà xã tôi gửi Bởi nó dự rồi Thì kêu nó, nó lên kêu tôi lên là nó cho tôi Tôi biết tên con tôi là tên Titi Nó nói tôi không hiểu con tôi tên gì? tôi chỉ biết là cán bộ có nói xuống giáo nói là tôi có vợ tôi sinh à, con rồi chỉ có biết chân đỏ thôi tôi biết tên gì thì nó tên ti ti nó tên ti thì có gì mỹ nó ti ti vi 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 mi là mỹ sửa lại cái tên đó thế là tôi bị hết tuần lệ kỷ luật kỷ luật thì cũng nhẹ gì, ở trong kỷ luật trong cuối cùng Thì kỷ luật cảnh cáo thôi à, và từ đó tôi hoàn toàn không biết gì về chỉ biết một cái lần đó thôi ngoài ra tôi không biết về gì con tôi hệt thứ nữa là tôi nghĩ mọi người sinh ra đều có một cái đình mệnh đình mệnh không được may mắn của tôi là sinh trong cái thời nhụ nhương mà những vị lãnh đạo của mình đã không đủ khả năng để bảo vệ quê hương mà mình ở trong cái 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 như vậy thì mình phải chấp nhận thôi vì làm sao mình làm hơn được bởi vì những vị lãnh đạo tối cao của mình họ không đủ khả năng để bảo vệ quê hương cho nên chứ mình phải thất trần thế nên nên tôi không tôi không nghĩ rằng là một ngày nào đó tôi sẽ được gặp vợ con tôi không nghĩ tôi sẽ gặp vợ con khi mà lần đầu tiên tôi được phát uh, một lon sữa bột ở à, sữa ung thọ là thời gian đầu á, thì được hưởng theo quy chế mà theo tôi nghe, nghe nói là quy chế tù binh thì một tháng nó được mấy trăm bạc nó không biết nhưng mà nó không không phát tiền mà nó phát bằng là hộp sữa sữa hộp với lại à, mà thuốc lào thì với đường cục đường tảng đường đen chứ được còn đâu hai ba thằng một lần một tháng hai tháng như đó thì hết thì tôi không dám uống hộp sữa đó vì lúc mới vô thì tôi còn mơ màng tôi mơ màng mà tôi về vì tôi nghĩ tôi biết cộng sản ác độc nhưng mà lúc này nó chưa có cơ hội để thi hành bởi vì mình ở trong tay của nó rồi nó muốn giết lúc nào nó giết thứ hai nữa là cái lúc này nó đang dự vận mệnh đất nước thì nó không giết người vì nó giết người nó sẽ mất đi cái phần là quốc tế thứ hai nữa là không huy động lực lượng toàn dân được nó nó láo nhưng mà nó phải biết huy động lực lượng toàn dân nhưng không ngờ nó quá tàn ác và à, cái hộp sữa thì cuối cùng cũng bị tôi đem luộc nhưng mà rồi cuối cùng cũng quăng chứ không uống được tại để lâu quá à, thì tôi hoàn toàn không biết gì cho đến năm mà à, 81 thì tôi nhận được một lá thư năm chín trăm tám thì tôi nhận được một sấp thư chứ không phải một lá thư một sấp thư từ trung trại kiều luật ra thì tôi nó kêu tôi vô ngồi có một phần quà nữa nhưng phần quà của tôi thì hồi đó vợ tôi có gửi quà nhưng mà nó cho 5 ký quà vợ tôi thì nghe tuyên truyền sao gửi không tới năm quà, năm kỷ. Còn mấy tuổi kia thì gửi nhiều lắm, họ họ biết là thả tôi cho bà Hiền là bằng biết. năm cái quà đó thì hết một quyển sách gì mà chủ nghĩa cộng sản cộng siết gì các bạn ai nghe việc mà gửi cho tôi sắp dày hết hết đi khoảng chắc một kỹ rồi với một mấy cái khăn lô mặt một cái một cái một cái, một cái bánh thuốc lào khi mà xẹt bắn thuốc lao ra thì có một con tôm bự lắm, hai con tôm bự vô cùng, mà tôi ăn con tôm rồi tôi xịn, tại vì nó hút nicotine vào trong người tôi ăn xịn luôn. À, rồi, thì tôi, tôi nhưng mà sau này nó mới cho cho lúc đó nó chỉ chỉ cho tôi biết cái đó thôi, cho nó không cho vấn đề đó. Thì cái thầy dạy có cái quà, Thì nó đưa một xếp thư, thì nó đưa cái thư đầu tiên đây, cái thư rất quan trọng, anh đọc cái thư này trước. mà tôi cầm lá thư xong tôi bỏ trong túi, tôi đọc, mà anh đọc đi, rồi tôi đọc rồi, thế anh biết cái gì trong đó không? Biết chứ? Thế chị viết cái gì? Thế bà biểu uh, học tập tốt, lao động tốt để về cái này là bài học là thuộc lòng ai cũng thuộc rồi. nay như vậy anh chưa được về anh chưa tiến bộ anh còn nghi ngờ đảng và nhân dân quả anh đọc đi anh ngồi đánh đọc đi bình tĩnh mà đọc đi thế đọc xong cái là tôi chết điếng tôi không còn biết tôi là ai nữa và nước mắt tôi nó cứ chạy xuống tôi khóc tôi nghĩ đàn ông mà khóc là hèn nhưng không cách chi không khóc được nước mắt nó cứ trào ra đó là mẹ tôi chết Mẹ tôi chết năm 1976 Mà tôi hoàn toàn không biết Thời gian đó là vợ tôi đi ở tù Vợ tôi cũng biết mẹ tôi chết Sau khi vợ tôi ra tù Thì có cái dịp lên Sài Gòn Tức là khoảng hơn một năm sau lên Sài Gòn Thì mới gặp người em ruột của nhà tôi Mới báo cho nhà tôi biết là mẹ tôi chết mẹ tôi thì vợ tôi mới gửi thư cho tôi thì nói giam nó không cho coi nó không cho biết cho nên chỉ đến cái lúc đó tạm một thì tôi mới hay mẹ tôi đã từ trần tôi hoàn toàn đối với tôi là tôi thương mẹ tôi khủng khiếp lắm bây giờ nhắc tới mẹ tôi là cả một cái trời kỷ niệm cho nên từ đó tôi khóc và không đêm nào tôi không nhìn thấy mẹ tôi Mãi sau này khi qua tới mẹ thì tôi mới không còn nằm mơ thầy mẹ tôi nữa. Cho nên trong đời tôi nó có hai giấc mơ. Giấc mơ là luôn luôn thầy mẹ tôi. Giấc mơ thứ hai là luôn luôn cầm súng bắn cộng sản. Là hai giấc mơ. Thì sau đó thì đằng nào thì mẹ mình cũng mất rồi. Nhưng mà nó buồn. Bởi vì cái cuộc cái, cái con người á là cái tình mẹ con là tình lớn ghê lắm thứ hai nữa là người mẹ khi mất thì mình đứa con mình cũng có được một ân huệ cuối cùng cuộc đời là được cuốn một vành khăn tang để tưởng nhớ đến người mẹ kính yêu của mình mình không làm được đó là những cái 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 điều mà khi tôi ở tù mà tôi sốt xa nhất là mẹ tôi mất mà hoàn toàn tôi không hay biết cái điều mà tôi có thể có nghị lực để sống là bởi vì tôi nghĩ tới lịch sử ai cũng biết lịch sử là một sự chuyển biến từ thế hệ nó quá thế khác ai cũng biết cái dòng sống của của quê hương là cái sự kết nối của bao thế hệ nếu mất đi mất đi không nghĩa là chết mất đi là mất đi cái dòng sống của, của một thế hệ Dòng sống đây là một sự nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác Bằng một cái đường dây duy nhất Nếu chúng tôi ngắt đi Thì cái khoảng đời của lịch sử bị ngắt Mà thay vào đó là những tư tưởng của những tên cộng sản Là tư tưởng của những tên bác nước Là tư tưởng của những kẻ vong nô vòng ngoài Hay là những kẻ ăn tên vụ tọc Nó sẽ làm thay đổi cả một quá trình lịch sử nó thay đổi cả cái diện màu của cái bọn cộng sản ác độc. Thực sự lúc đó chúng tôi có thấy một người bạn ở à, ở tại suối máu, tại ứng dược cắt tay chết. Khi tụi tôi dậy thì thức dậy thì máu lên lãng và mới biết anh ta đã chết lúc nào không biết. À, tôi có chứng kiến một cạnh một cái anh à, treo cổ tự tử ở trong à, nhà cầu và khi mà hà anh xuống thì cựu anh sống kịp, ừ. tôi cũng có chứng kiến cảnh một à, anh không phải chứng kiến, Chú nghe nói rõ ràng là chứng kiến một cái nhân vật à, bị bắn chết mà tôi cũng chứng kiến, mà chắc là đúng là anh à, nguyễn ngọc trụ, à, tôi chứng kiến cái cảnh anh minh bị đánh bị đánh là, là què thân bại danh liệt đi không nổi, tôi chứng kiến được anh à, một anh ở trà 20 trốn và sau bị bắt được à, anh đại phó binh tôi quên tên bắt anh cũng bây giờ ở bên Minnesota thì tôi chứng kiến những nghe và chứng kiến cho nên tôi thấy rằng tôi những đạo mới này tôi tôi cần phải sống để làm một trách nhiệm của mình là phải để lại những cái gì đó cho con cháu chứng nhân cho con cháu hiểu lịch sử cho nên lúc đó tôi nghĩ cái chết không khó cái sống mới khó à quý vị có thể biết được là có dễ dàng sống không khi chúng tôi phải uống nước tiểu nhau để sống chúng tôi phải uống nước tiểu để có thể có nước để cầm cư cho cơ thể để sống à, bởi vì là à, nó hoàn toàn nó không cho tụi tôi uống nước thì tụi tôi phải giải quyết cái lượng nước đó bằng cách uống nước đáy của thằng kia và câu chuyện được như thế này à, lúc đó thì nó khi trong kỷ luật nó cố tình nó không cho tụi tôi uống nước cho để tụi tôi thèm nước thèm nước thì xin được đi từ cán bộ nó ngoài, công sản nước gọi là đi cung tức là đi khai đó ừ. thì ừ, trong dân từ của nó trong dân từ chấp pháp của tụi nó gọi là đi ừ, xin đi làm việc thì tụi tôi mới tính được một cái một cái kế là phải có nước để sống là báo cho cán bộ biết là xin, cho cho mấy người thật từ xin xin đi làm việc xin đi làm việc có nghĩa là đi được đi uống nước bởi vì mình trước khi mà nó hỏi cung mình đó, nó cho mình uống nước cho nên xin đi làm việc là trong tụi tôi nghĩ là cơ hội để uống nước còn tụi, tụi nó nói là tụi Cộng sản đó là cơ hội để khai thác tin tức của tụi tôi. Thì khi đi tới thì nó biết tụi tôi là thèm nước. Cho nên nó để thẳng một cái thau nước. Cái thau giống như thau giặt ở cùng của mình. Nhưng không có ca cái gì hết. Thì tới thì tụi tôi gục xuống và uống. Uống no một bụng xong á. Đừng dậy khai thì không có gì để khai. Thế là cũng bắt tay đã đít loay liếc về mấy cái rồi đi về. Đi về thì Vừa mới vô ở thằng kia, có nước không? Có. Thì đãi cho thằng kia uống. Mà muốn biết cái này thì quý vị đọc uh, uh, Phạm Đức Nhì. Quý vị vô Google đọc Phạm Đức Nhì thì sẽ có những câu chuyện này. Phạm Đức Nhì viết rất rõ về cái này. Vì Phạm Đức Nhì là người vừa đãi cho thằng kia uống mà vừa uống nước đái phẩm Đức Nhì đích thân như vậy, viết rất rõ. Uh, cho nên trên lúc đó tụi tôi Cái động lực duy nhất Là tụi tôi cần phải sống Mà tụi tôi Bụng dưng Sau một cái thời gian Tụi tôi có một niềm tin rằng Tụi tôi sẽ được cứu sống Bởi vì những cái tin tức thâm nơi bên ngoài vào Thầy nói rằng cái trái mới là cái trái đã được Đưa lên bằng bằng cân của quốc tế Để yêu cầu Cộng sản phải giải quyết cái trái mới này à, sự gì có cái chuyện này là bởi vì anh người thứ nhất để mà giọng lên cái tiếng nói này á là anh Quyết Di Trạc, anh Quyết Di Trạc thì là một tôi nghĩ là một nhân vật Bởi vì là có những cái quen biết rất nhiều ở bạn bè ở hải ngoại, thì một người viết một lá thư mà tôi không biết rằng là người đó là ai, xé cái áo ra mới viết những cái lời cầu cứu mới dọa dạ, mới vá lại và khi vô thăm nuôi á thì đội ảo đội ảo cho nên chi là thực sự cái chi tiết này tôi cũng rõ chỉ nghe kể thôi là có thể cái ảo đã đội từ trước rồi sau này mới đội lại bởi vì nếu mà đem áo tù mà đội ra thì rất dễ bị phát hiện cho nên khi thăm nuôi thì người ta cho cái áo đó để cái anh ấy cất và anh sử dụng viết cái đó cho nên khi anh đi ra thăm nuôi thì anh đổi lại cái áo kia thôi. Thì theo tôi nghĩ như vậy chắc thực sự cũng không có những tin tức nào thì anh em chỉ nói chuyện với nhau như vậy thôi. Thì tôi nghĩ cái cái giả thích đó có vẻ hợp lý. Thì cái trong đó dường như có bài hát của anh Quốc Chi Trạc. Mà sau này chị Khánh Ly có hát ở băng Thuy Nga Paris mấy đó, tôi không nhớ. Nhưng mà có một bài hát anh lấy tên là Bảo Châu hay Bảo gì đó chứ không phải để khuất chi trác thì cái bài hát đó là bài hát uh, Sài Gòn chị vui khi các anh về tên đề của bài hát nó là Sài Gòn chị vui khi các anh về thì uh, và ngoài bài hát đó ra có những người khác làm những cái thư cầu cứu cho nên việc đó ở thế giới biết và từ đó tụi tôi nhận được qua những lá thư người ta ví dụ như người ta viết thư thư từ, từ từ ngoài gửi vô thí dụ như nói là à anh ơi chị ba đi qua nhà anh hai ở tưởng không ai biết mà tệ ra sau này mình đã phát hiện được rồi thì một ngày nào đó anh ba sẽ về đó à, hay là nhà chị hai sẽ bị dỡ đi vì chính quyền lấy đất tôi tôi đoán ra, từ những lá thư vô cùng ẩn ngự, thì những lá thư đó tụi tôi ngồi bàn với nhau và đoán rằng có ngày mình sẽ được là thảo cụ sổ lòng. Ngay cả vụ của trưởng tượng Hoàng Cơ Minh, tôi tôi vẫn nghe. Lập mật khu kháng chiến, tụi tôi nghe. Mà cũng cầm đỏ nhiều cái tin cũng tào lao lắm. Mới mà, mà tôi nhiều thằng nó nó chắc kiểu cộng sản là hồ hởi phấn khởi tao láo lắm thành ra tụi tôi là những người mà bình tĩnh nhận định từng vấn đề từ vấn đề và à, nói riêng nhỏ với nhau cho nên tụi tôi ước định phải có ngày tụi tôi về mà người tụi tôi cá nhân tôi mà đặt hy vọng tin tức nhất là anh người Văn Học anh người Văn Học với tôi là anh là đại ủy biệt đồng quân À, à, huấn luyện viên của họ của dạo, của hướng khu dục mỹ sau này anh về làm đại đội trưởng địa phương quân ở, ở Cát Lái thì anh à, sau khi tôi hết ăn cơm với anh Phan Văn Mùi đại ủy à, hình như bị cắt thì phải thì tôi ăn cơm với anh à, anh học anh học chết rồi anh học rất dễ thương thì à, anh học về trước thì tôi có nói nọc là anh về Nhớ nói những gì Mà tôi cần Thì đúng thế anh đã về Nhưng mà hơn 6 tháng sau Thì tôi nhận được thư của anh Nhưng trong thư không gọi gì cả thì tôi thất vọng vô cùng Thất vọng lắm lực nhưng mà mấy lúc đó là tôi tôi được quen với cha các linh mục tôi là phật giáo nhưng một người bàn với anh của tôi là giáo sư vũ thành hoang anh là một giáo dân công giáo và anh rất, anh rất thân với một vị các vị giám à, linh mục ở bên cái trại giam bên kia trại giam đó là à, như linh mục à, à, nguyễn quang minh ngài là vũ vinh sơn à, thí dụ như linh mục văn vàng à, thí dụ như một, một cụ linh mục à, à, cụ chết rồi cụ là phó cho cụ hoàng quỳnh á. sau này ngài về làm giáo à, sứ à, đâu à, sống cụi thì phải thêm một hôm đó anh anh hoàng kéo tôi qua bên dự lễ à, revision tức là cái 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 ngày lễ giáng sinh đó nhưng mà ăn rễ với giống chẳng có gì ăn miệng thế ăn tự 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 chắc có gì đâu mà ăn thì cha trong đó có một cha cũng trẻ ông dữ lắm người bắc dữ lắm và khi con nói chuyện với nhau thì rất là hòa hợp bởi vì tôi cha có hỏi tôi là anh có biết giáng sinh người ta có cái gì đặc biệt không cha ông trẻ tôi tối nay giờ biết ông hỏi anh giáng sinh đặc biệt là cái gì và quà ông hỏi sao anh biết là quà bởi vì khi ngài giáng sinh ra thì có ba vua đem quà tới cho nên đó là cái thủ tục của bên cái ngày lễ Giáng sinh là phải trao quà. Thì ông ngoại, thế anh có quà không? phải có. Ông dòm. <laughs> thì không quà đâu. Quà anh đâu. Nói chút nữa có mày đứa. Bây giờ chưa, sớm quá, khi nào có lễ xong đưa. Thì khi vô lễ thì ông ngoại tôi quà. Thì tôi ngâm bài thơ Maria Maria Linh Hồn Con Ơn lành Của, của hai mặt tử đó. Ừ rung như rung thần tự thể long nhang rung như rung hơi thở chàm tớ vàng tấu lại bà linh hồn con tội lỗi ngọc như ý vô tri bà còn biết cả huống chi con là thánh thể kết tinh thì ông giáo là tôi nhận quà rồi đó vậy là tôi cao món quà này món quà quá đẹp tốt anh quá ghém rất là cẩn thận tôi nhớ chắc là tôi đưa vô để vô cái bài viết tôi tôi có tôi biết ngài đó tôi quên tên ngài thì uh, sau đó thì uh, tôi được trở thành thân với cái nhóm Quý Ngài lên mục đó. À, quý Ngài đó thì thường bị tội tự hình nhiều. Như Ngài, ngài Quảng Minh, Ngài Nguyễn quang Minh thì bị tự hình. À, bị tự hình nhiều lắm. Nhưng mà sau đó các Ngài bị chết, à, không phải nó giết chết bằng súng đạn, bằng hành quyết. Nhưng mà nó nhờ đổi để hành quyết Ngài á. À, lúc đó thì à, tụi tôi đang ở trại an dưỡng tức là phía cái cái khu vực cái trại đó nó nằm một phần đất của cái à, sân bay biên hòa thì tôi xin lỗi lúc đó là cái cái khu vực đó là 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 là, là, là bằng à, người ta trồng gọi là dầu hắc ấy đường á. Cho nên tụi tôi tụ phải cày cái đó ra để mà 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 mà, mà, mà trồng rau. Thì ngọc sản đó. Tôi và một người bạn cũng ở chung một trại. Tôi quên tên anh đó rồi. Có tên mà hai tay hai tay này á là chuyên môn là bị tụi mấy ông ten nó nó lưu tâm, nó thương tình lắm. Cái gì nó cũng phải thăm hết. À, cho nên chi tụi tôi trở thành nhờ về mà tụi tôi thân nhau và càng thân nhau thì càng bị tụi nó để ý nhiều hơn từ hôm đó cán bộ cộng sản nó tới nó kêu tên hai đứa tôi thì hai đứa tôi nghĩ bị đi kỷ luật bởi cái chuyện nó kêu tụi tôi đi mà đi kỷ luật là chuyện bình thường lắm nhưng mà lúc đó chưa có phòng kỷ luật nó gọi là cái cô nét thôi mà tôi thì tôi chưa bị cô nét hai thằng tôi chưa bị nhưng mà anh em bị nhiều lắm bị bị kỵ bị cô nét nhiều lắm thì à, đi thì đi một đoạn nữa thì gặp một số các cái đài đồ khác nó dẫn người 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 đi thì tới một cái khu nó có dây cầm gai có stena nó nó bao vây thì vô trong đó nó mới giải thích rằng là các anh tức là chúng tôi á, là những người được chuyện chọn đi về một phiên tòa phiên tòa này để xác minh được tỉnh pháp trì của xã chủ nghĩa và tính nhân văn của xã hội chủ nghĩa dùng chữ nhân văn này mình không bao giờ sai chữ nhân văn hết á sau này giờ còng vô mình nhân văn mình là nhân bạn trong có nhân văn bởi vì nhân văn nó có nghĩa khác ví dụ nhân phong trào nhân văn gia phòng nhân văn nó có nghĩa khác chẳng phải bây giờ hợp cái cái nhân văn thì rất là nhân văn để các anh nương theo độ mà cải tạo chết rồi. chắc có chuyện lớn rồi thì thằng nào nói mẹ nghe là hôm nay là à, các tài khác nó có mấy cái phiên tòa sự mà không biết ở trà mình có hay không Thế lúc đó đi vô thì nhận tụi tôi vô hội trường thì đông rồi quá đông anh em tù tụi tôi ngồi sắp lớp đông ghê lắm mà tôi thì lùng nhỏ con Muốn đẩy tôi vô thì tôi giả bộ tôi trăng 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 để tôi ngồi phía ngực ngoài bìa tôi quái cái gì xảy ra rồi ốc phong sát thì một lát sau nó từ tòa nó lên nó mặc đồ nhà binh không mang không mang cấp hiệu mà giặc cồng gọi là cấp hoa, cấp quân hàm á tôi thấy nó không mang cái thằng ngồi à, ngồi tránh án á là người thấp cỡ tôi á bình an hơn Nói dòng quảng bình hay hà tĩnh gì đó thì kêu nó tuyên bố xong nó kêu anh trù vô thì lúc này tụi tôi tụ chưa biết anh trụ chỉ nghe nói có một anh à, sĩ quan là thiếu ngọc trụ đang bị giam ở Conex. anh từ anh từ à, trạng bom tức là trạng lớn á trại trạng lớn đưa về Đưa về một lúc đó có nhiều người mà về đó là có anh Minh mà chúng tôi sẽ kể trong tương lai đây. Thì anh Minh có kể cho tôi biết là trong cái nhóm anh đưa về thì có anh Trụ, người ngọc Trụ. Tại vì tôi có hỏi là đi về ở đây, về được bao nhiêu người? Anh nói thì về ở đây hết, tức là đi các các đồi khác hết. Riêng có một người thì bị giam ở Cô Nét. Thì anh Minh mới cho tôi biết cái người bị giam ở Cô Nét là anh Ngọc Trụ là thiếu ngọc trụ à, theo tôi cái tin tức tôi biết được là tự anh minh chắc tôi hoàn toàn không biết gì về anh trù này hết á minh mà kể cho tôi nghe là anh trù á, là tiến sĩ công pháp dạy về công pháp dạy về luật và công pháp cho à, trường à, à, sĩ quan tham mưu cao cấp là gì đó tức là đại khải tôi cũng nhận danh từ một chút chính xác nhưng mà đại khải là sĩ quan tham mưu cao cấp gì đó đã đạt mà dài về môn luật học hay là hay là dạy về cái gì đó nhưng mà tôi nhớ uh, không sai là về luật còn chi tiết về môn luật thế nào thì tôi cũng còn nhớ nữa thì tôi hỏi lý do tại sao mà giam anh trù anh trù bao nhiêu tuổi thì bảo là trù khở tuổi hơn tuổi mình một chút định thôi cho không già lắm hơn có hơn thì hơn tuổi mình thôi anh chú uh, ý thì tôi hỏi anh lý do tại sao bị giám cố nít nó Nói chả à, biết mấy người trốn trại Mà chả không có đi à, khai báo Nó không khai báo, anh cũng không, khai báo Tôi nói, chết mẹ cái này là có thể nặng á Bởi vì biết trốn trại mà không khai báo á Là nó kệ tội, nó hành tội nó Nói tôi này mày trốn trại mà không khai báo là là nó, cái tội nặng á nhưng mà chắc là lẽ anh trù anh cũng khôn anh sẽ không nhìn nhận cái tội này thì tệ ra khi mà hỏi cúng á thì cái, những cái người trốn trại nó bắt được hết nó mới hỏi ra thì anh trù biết và anh trù có chỉ cách cho nó làm cho những anh kia làm như thế nào đó Ví dụ cho đồ ăn hay cho cái gì đó, chỉ cách như thế nào đó Theo anh Minh kể lại như vậy Thì nó giam anh từ connect từ trên chỗ trại trạng lớn và giam về tự ngoài này giam tiếp Có thể theo như tụi nó hâm he ở trên trạng lớn á Là có thể đưa anh trù ra toàn mặt trăng. Có một số người viết về anh trù đứng cài tới đôi không có cái chuyện đó Đối về trong trại giam đừng hòng mà cộng sản nó cho phép ngồi đó mà cãi tới đôi nói cái gì mà nó bất lòng không được đồng ý nó chẳng đứng ngay tại chỗ và nó dặn dẫn đi liền làm gì mà nó cho đứng nó truyền tới đôi nói vậy nó nó quả từ do dân chủ rồi nó cãi mình nói mà mình nói mà nó không bằng lòng là nó ngưng yêu cầu mình ngưng ngay không cho nói nữa và lát sau thì nói dặn mình đi để nó làm gì thì không ai biết nhưng mà tuyệt đối không có vấn đề cãi tới đôi mà đừng mà nói như vậy có thể khi mà hai người với nhau thì có thể có mà chuyện đó ai biết thành ra sau đó anh trụ thì khi mà tôi lên chứng kiến tôi thấy anh trụ người ốm xanh lắm có lẽ lúc đó là bị giam kỷ luật và quá lâu người xanh anh mang mặt kiện tóc hớt cao lắm có lẽ nó trước khi ra tòa nó hớt tóc anh cao lắm thì nó 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 trói nó còng anh ta lại đi lên thì khi mà tới uh, quán tòa tới tòa ngồi tòa chứ mà quán kết về tụi đó tới tòa thì anh đứng trước cái vòng ngựa và nó có cởi cái 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 còng ra nhưng mà hai tay hai thằng bộ đội á đứng hai bên bộ đội chứ phải công này đứng hai bên đứng kẹp hai bên đứng sát lắm mà hai thằng đó thì tôi nghĩ nó đã ăn một cái một thằng đã ăn anh đủ chết rồi chứ đừng nói hai thằng đó thì tôi nghe rõ ràng Một cách trượng xác Bây giờ tôi kể lại Không chính xác nguyên văn Nhưng mà không sai mấy Trong cái ý nghĩa Thì Sau khi nó nó Hai tổ xong rồi hỏi tới anh Thì cuối cùng nó, nó nó, kết an anh Dường như bại tấm tù gì đó Tôi theo thứ tự tôi nhớ Thứ nhất là bất kỳ di cư đã bỏ thiên đường cộng sản để mà đi vào trong nam theo người quân người quyền Đấy. thứ hai là thiên chúa giáo thiên chúa ba là trung tả làm bộ trưởng cảnh sát bộ tư lệnh cảnh sát thứ tư là giáo sư dạy cho trường à, người quân cao cấp đây là trường sẽ quan chức trách chính trị đó. Thứ năm, có học mà không đem cái học đó để phục vụ cho xã chủ nghĩa mà phục vụ cho đế quốc Mỹ. Thứ sáu, là biết trốn trại mà không khai báo. Thứ bảy, đã không khai báo mà còn giúp đỡ và đồng viên những người đó trốn trại. Thứ tám, khi bị bắt cũng không khai báo là tìm cách chạy tội thì những cái tội đó cuối cùng nó kết án tự hình khi nó kết án tự hình thì tôi thấy cái hai thằng bộ đội hai bên dường như nó có huấn luyện rất kỹ từ trước tôi thấy nó nhanh như chớp vừa tuyên án tự hình sống thì một thằng lột cái mắt kiện của của anh anh ra một thằng thì nhét ngay cái một cái trái cam vào miệng ở trái chanh vào miệng và hai thằng hợp với nhau lại còng tay anh là trói tay anh lại trói giống vậy phải còng trói lại còn trước khi trói còng thì không thấy bởi vì cũng hơi xa nhưng mà tôi thấy có trói và sau đó nó dẫn đi nó dẫn đi thì khi mà tụi tôi về á thì khoảng từ 10 cho tới từ 15 20 phút cho tới 30 phút sau thì tụi tôi nghe một tiếng nổ tiếng bắn một loạt đạn một loạt đạn thì tụi tôi đoán là nó đã hành quyết anh rồi Thì những anh em bên công giáo á, thì cầu nguyện Còn tụi tôi thì rưng nước mắt Bởi vì anh ở bên công giáo Tụi tôi bên Phật giáo cho nên tụi tôi không cầu nguyện theo cái thể thức của họ được Nhưng mà tụi tôi rưng nước mắt Thì có một số anh em kệ lại ở nhà kệ lại Tức là những người không đi dự cái, cái phiên tòa đó kệ thì họ nói họ có thấy một chiếc xe chở một cái thì dường như là quan tài rồi có một số anh em kể là họ có thấy có một số anh em đi đào cái hố và khi hỏi mấy người kia thì mấy cái không trả lời vậy thôi thì tụi tôi chỉ biết là tới giờ này tới lúc đó tụi tôi đoán 99,99% ,99 là nó đã thành của anh chủ rồi. Còn trăm là để để thừa thôi, không phải giảm 100% bởi mình đâu chứng kiến. Nhưng mà 99,99% là nó đã tạo thù anh 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 rồi. Zero, zero rồi. Tức, tức�� tức để chủ trương để nó đáp nghiệp cộng sản đối với cái xã hội miền Nam sau khi bị thất trận. Tôi xin nói lại là tôi thất trận cho chưa thua cuộc cuộc chiến vẫn còn chúng tôi vẫn còn với cuộc chiến thì à, cái này chúng tôi phát hiện được khi tôi bị kỷ luật bị cầm chân bị cầm tay tôi, tôi trong nằm kỷ luật thì cái, cái loa về ngoài nó phát thanh nó trả lời là ông à, bà B, chúng nhớ tên à, bà B đó là kỹ sư là gì đó à, có chồng đi cải tạo đi tù là chồng người của người quyền cho nên bà cảm thấy nhục khi đất nước là đang giành lại độc lập từ cái tay đế quốc Mỹ, mà ông chồng bà đã cùng với đế quốc Mỹ, tay sai cho đế quốc Mỹ à, đem đất nước này dâng hiến để mà à, cho đế quốc Mỹ và hôm nay đất nước đang sang trang được rực rỡ là nhờ những cái người à, cảng binh cảng bộ à, bộ đội cụ của, của Hồ đã giành lại đất nước. Cho nên bà cảm thấy đó là nỗi nhục Và bà mắc một món nờ rất lớn Đối với cách mạng Cho nên bà đã không còn nghĩ đấy Cái người phạm quốc đó nữa Người chồng bà đang tù cải tạo đó Để bà lấy một cái thương minh Và hình thức tuy rằng có khổ Nhưng mà bà rất vinh dự là Xem như đó là một cái cách thức Để đề để, đáp nghĩa Đã chuộc lại cái tội của bà Đã đi theo đã lấy ông chồng người của người quyền Thì anh em tụi tôi lúc đó cái cái phòng giám á, thường thường ở phòng kỷ luật là một đứa nhưng mà có khi đông á, thì hai hoặc ba đứa thì hôm đó đông cũng khoảng hai ba đứa thì tụi tôi nghe tôi hỏi tụi bấy nghe không nghe tôi nghĩ làm sao thì nó hỏi tôi ông nghĩ làm sao ông đây trước đi chứ tôi bảo cái đó là đương nhiên của cộng sản thôi bất cứ một cái thế lực nào đi xâm chiếm xâm lăng nước khác thì nó bắt buộc phải làm chia rẽ cái nền cai cá trị của đất nước đó mà nền cai trị thường dựa theo nhân bản ở Việt Nam mình cộng hòa mình là nhân bản khai phóng và giáo dục nó phải đánh mạnh vào cái đó và cái người Việt Nam mình á, người miền Nam mình á, là giữ gìn phong tục tập quán đó là gì thứ nhất Trai thì trung hiệu làm đầu Gái thì tiết hành là cấu giữ mình Đó là cái nền văn hóa của dân tộc Trai Thì phải vì nước Gái phải vì gia đình Cho nên Gái Trai thì trung hiệu làm đầu Gái thì tiết hành là cấu giữ mình Bây giờ nó phải phá vỡ cái đó Bằng cách nào mà cách nguy tạo ra hai hình ảnh một hình ảnh vì đất nước mà chiến đấu đó là hình ảnh quân lực và Nam Hoa, người lính và Nam Hoa một hình ảnh chỉ biết nghe theo lệnh như một cái loài người máy đó là cộng sản Bắc Việt bây giờ nó không thể giữ ý nhỉ nó đạo lộn cái vị trí nó hoang chuyển vị trí và cái từ một cái bộ đội bộ đội là cái gì thật sự ra sau này tâm sự như ví dụ Trần Đức Thạch hay là của Dương Thu Hương đã cho biết những tên bộ đội là những kẻ bị bắt buộc phải nghe theo lời thôi. Cho nó chẳng muốn. Ai có quý vị cứ đọc Trần Đức Thạch lời cảm ơn tôi cảm ơn người miền Nam đó. Trần Đức Thạch bây giờ đang ở tù đó đó. Mới ở tù kêu đâu tám chín năm gì đó tôi cũng nhớ. Hay là Dương Thu Hương, Trà Hàng và rất nhiều người. Sau khi họ nhận được văn hóa Việt Nam rồi miền Nam rồi họ mới thấy chính họ mới bị phịnh gạt chứ không phải là người miền Nam bị phịnh gạt và vì vậy cho nên bây giờ nó phải đạo lộ bằng cách một anh bộ đội đi về què chân què tay lấy ai ngay cả bản thân của nó cũng có gãi của nó cũng lấy nữa mà bây giờ gãi miền Nam rất đẹp nó phải nhan sắc phụ nữ Việt Nam rất đẹp nói về nhân nhân bản phụ nữ Việt Nam rất nhân ái rất hiền hòa nói về học vấn phụ nữ Việt Nam có học cho nên gì? bây giờ chiếm đoạt phụ nữ Việt Nam đâu dễ người ta à, cho rằng là à, lấy gì ai thì lấy à, nhưng mà lấy bộ đội thì kêu lấy chồng việc còng lấy thân cui sướng hơn mà cho nên chi nó phải thay đổi Nó phải thay đổi quan điểm đó Là bây giờ nó phải Tạo ra hình ảnh quá xấu Về cái người thanh niên Việt Nam Nó có hình ảnh quá xấu Đó là những anh Sĩ quán Việt Nam của Hòa Là những kẻ ăn gan này nó có trên tâm hình nếu các anh lên trên nó, thấy cái anh lính việt nam Hòa uh, lấy cái dao găm rọc vô bình bùng của một cán bộ cộng sản cán bộ cộng sản để lấy gan nhưng mà tôi chưa thấy ai có phản ứng quay được bỏ đây là một niềm mình phải suy nghĩ tại vì cái điều dễ hiểu nhất nếu mà giật bùng ra thì phải có độ máu máu không chảy nhưng mà người ta quay không có phản ứng tôi chỉ hỏi máu ở đâu đây là hình hình photoshop thành ra nhưng mà tôi có nói rằng là những người trẻ qua tấm hình này không cần phải đối với đối co về cái thành phần dư luận viên cộng sản chỉ cần để biến đổi một tấm hình một người lính việt nam mà cộng một người lính cộng sản đi ra ngoài trực thăng cứu thương của việt nam đủ trả lời rồi một người lính việt nam Hòa đè nâng đầu cho một người lính cộng sản rồi một người lính việt nam Hòa khác rót bê đông nước cho người chiến binh cộng sản uống đủ rồi chừng đó đủ rồi và đã nói rằng người phụ nữ Việt Nam lấy anh nào đúng hơn lấy cái anh là tạo ra tâm tâm hình bị vu oan rằng là người Việt Nam cộng hòa là lấy bụng môi gan của cái 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 cảng bên cộng sản để uống để ăn ăn gan hay là cái nặng của người lính Việt Nam cộng hòa đã hiên ngang nhấn ải cộng một người lính cộng sản thoát khỏi vùng tự trận, tự chiến. Cho nên như tôi nghĩ cái điều đó nó phải làm thôi. Và nó càng làm thì càng chứng tỏ chúng nó là bọn lưu manh. Bởi vì không ai biết tôi bằng tôi. Không ai lưu manh bằng Cộng sản. Cho nên Cộng sản nó lưu manh, nó dự trò lưu manh, nó dặn cho người khác. Nhưng mà người khác đâu có. Thành ra tôi nghĩ trò cười thôi. Kỷ luật khủng khiếp nhất trong tù. Mà tôi đã trải qua Ta có nhiều hình phạt Hình phạt nào khủng khiếp lắm Bỏ đói Đó là hình phạt thường nhất Bỏ đói à, Còn như là bệnh mà không cho đi Không cho thuốc men Là chuyện Bình thường Hay là không cho đi tắm Bao nhiêu lâu rồi cả tháng không cho đi tắm thí dụ như tôi như cá nhân của tôi thì có thể là một cái tháng tẩm nhưng mà khủng khiếp nhất là bỏ đói bỏ khác và thè và ăn mặn cho ăn thật mặn không cho uống nước đó là cái trò độc nhất đói mà có khoai lang khoai mì là bỏ miệng ấy thưa quý vị bỏ miệng nó chạy lúc nào tôi không biết nó tôi nói là nó làm mỏng đồ là dạng vô vết tường đúng ra mà cho nên bỏ vào miệng mình là nó chạy lúc nào không biết mà đói lắm lúc đó cái chất nước nhân trong nước miếng của mình đó, nó tiếp nhận thức ăn là nó trôi luôn và sau đó thì khác độc ác nhất là vấn đề khác mà không cho uống nước không cho uống đó là cái độc tàn độc nhất ừ. hay là giam kỷ luật à, thường á, thì nó giam mà nó cầm hai chân hai chân ừ người nào mà nó ưu ái chút sẽ cho một chân còn thường là hai chân mà người nào mà nó khó khăn hơn nữa thì nó chơi luôn cả hai tay rồi thì à, cái 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 còng á, nó còng cái chân của mình thì nó có cái vòng như cái omega nó hình như vậy à, thì cái phần phía dưới là nó 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 đỡ cái nhường này cái phần trên là hai vòng tròn có cái cây xuyên qua hai vòng tròn đó rồi cái phần trống á, là một cục vòng tròn lớn nó dính vào cái một cái thanh cây một cái khối cây thanh cây khối nó cầm qua đó còn ra ngoài là cái khóa thì thường thường á à, nó nó đi nó tối, khoảng lâu 8 9 giờ 10 giờ trước khi đi ngủ thì nó đánh nó đánh vào cái cong phía ngoài nó đánh rất mạnh khi đánh như vậy thì cái chân mình bị giật cái 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 thanh còng nó đưa lên nó giật à, như cá nhân của tôi xin lỗi tôi phải trình đây là một vết sẹo vết sẹo này do cái còng thì cái còng họ đưa ra nó là cái 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 cái, cái cùng thì đúng hơn chứ không phải cái còng còng là tay cùm là chân cái cùm đó khi mà nó đục á thì cái nó, nó, việc còng nó gọi là xuất xưởng á nó đục ra thì làm khối sắt và nó không không mài thường lúc ra nó có những cái vết dăm 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 ở nó nó không mài cho nên rất Đúng không ạ mà khi bỏ vô á thì nó cố tình làm cho cái nó, nó cắn vào da của mình, vách da, cố tình làm rách da rồi á, khi mà sưng chứng mình sưng á thì nó đánh phải ngoài, cho nên cái vết đau này, vết thương này nó tưng nó đánh còn đau khủng khiếp lắm, đau khủng khiếp đau ngày là không thể diễn tả được cái mức đau cỡ nào đó là những cái ác độc đối với cộng sản không có cái nào không ác độc hết tất cả mọi cái nó được có chủ trương của nó cho nên trong một bài văn một bài viết tôi nói là cộng sản là tổng thể mọi tội ác từ khi con có sự sự xuất hiện con người nó tổng thể người là cỡ tầng tụy hoàng là ai nó ác không nghĩa lý gì đối với việc công hết á tôi không nghĩ là trung cộng nó người nào tôi không biết nhưng mà bên bắc bên bắc hà tôi không biết nhưng mà tôi là À, tôi cộng sản nhé tôi việc kinh hoàng kinh hoàng không thể nào mà tôi có thể tưởng tượng dựa một cái thế có người đối xử với con người với nhau như vậy chưa nói là đồng chủng ngay chưa nói là đồng 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 bào với nhau ngay chỉ nói con người với con người cũng đối xử với nhau như vậy để cho thế giới hiểu được những cái gì mình ở trong tù và để giúp cho thế giới biết được những cái gì cần tránh và cần làm thì đây là những cái mà tôi đã có được trong tù có được trong thời gian sống chung với cộng sản đó là phòng nó có người phải có cái điểm đi tới điểm đi tới có người là cái gì là tình thương là nhân ái là tha thứ người cộng sản tuyệt đối không có cái đó cho nên người Cộng sản được nội danh là lừa, lừa gạt giỏi nhất thế giới. Đừng quá thương Cộng sản về cái phương diện lừa gạt và về phương diện dùng mị từ, nhân ái từ. Con người ta tới người Việt Nam từ hôm nay bị đầy đỏ như vậy là bởi vì những từ ngữ của Cộng sản đã tiêm vô trong đầu óc, trong trái tim của những người nhân ái cho nên bây giờ ở tại việt nam cho dễ thấy những người trong tù là ai là những người nhẫn ải những người giàu nhất ở việt nam là ai là những người vô tâm là những người tàn độc cho nên sống với cộng sản phải vô tâm phải tàn độc thì mới may ra sống được với cộng sản chớ còn có người thì muốn sống đừng bao giờ nghe theo những lời Nhân của cộng sản hệ phải ngược lại và à, chúng tôi muốn nói một cái điều rất quan trọng nữa đó là cộng sản là bóng tối của nhân loại còn khi còn cộng sản còn thì nhân loại không còn là nhân loại nữa mà đó là một cái loại động vật người đi hai chân biết nói cho người thôi nó sẽ biến con người trở thành những động vật và nó có hai giai cấp duy nhất giai cấp thứ nhất là giai cấp thống trị giai cấp thứ hai là giai cấp bị trị bây giờ vì tình hình hiện nay do cái sự phát triển về đời sống cho nên nó liên kết thêm một giai cấp mới mới sinh ra và liên giai cấp đó là giai cấp bám đuôi theo cộng sản đó là những thành phần việt kiều đó là những thành phần nương theo cộng sản để làm uh, những việc gài cãi gọi là kinh tế thật sự không có giai cấp nào nhưng cái thành phần đó việt kêu với giai cấp đó nó sẽ bị cộng sản tiêu diệt bằng chứng là à, trình vĩnh minh đó mang tiền về đó cho ở tu, cướp được tài sản suýt chung là chết bỏ cuộc chạy lấy thân và rất nhiều người thí dụ như một nhân vật à, tức là đế dương theo tôi nghĩ vậy cũng đáng bị đó thành ra rất nhiều người có một số người về việt nam về dạy học rồi bây giờ bị bỏ tù đó thành ra đừng bao giờ tin vào cộng sản nếu muốn tồn tại tôi xin kêu gọi nếu muốn tồn tại thì, thì cộng sản phải ra nghĩa địa thì nhân loại mới tồn tại còn nếu cộng sản thì nhân loại ra nghĩa địa không có nhân loại nữa mà chỉ có động vật người mà thôi hết à, tôi trở về gia đình vào với à, à, khoảng thời gian là ngày mùng 1 tháng 5 năm 1982 đó là ngày mà à, gọi là quốc tế lao động thật sự trên ngày dạy tờ của tôi thì nó ghi ngày 31 tháng 5 à, 41 tháng 4 thì đúng tại vì mùng 1 tháng 5 tụi tôi mới thả về Tức là cái giấy ra tài của tôi nó đã ký trước một ngày. Thì ngày mùng 1 tháng 5 nó mới tuyên bộ. Tức là cái sự kiện nó xảy ra là cái ngày đó là theo cái 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 cái, tụi cộng sản ở trong tù A20 á thì nó báo rằng ngày đó là ngày sẽ ân xả cho cái đám hình sự mà thôi. Thì quả nhiên lên thì nó hình sự nó thả về đông lắm. Trước đó nó thả một đợt là Việt Nam thương tín. Về gần như hết chỉ có khoảng ba bốn người gì đó bị trợ ngày giấy tờ gì đó ở lại với nó hoàn chỉnh giấy tờ rồi cũng về một đợt nữa là đợt sĩ quan của tuổi tôi về cũng gần hết như trống tài luôn chỉ còn khoảng đâu tôi nghĩ không tới ba chục người ở lại trong đó có tôi nhưng mà đến cái khi mà thả ngày 1 tháng 5 đó thì lên đó để mà mà nó bắt ngồi để mà nghe đọc cái bản ân xả cho bên đạo hình sự mà thôi thì khi tụi tôi đứng dậy đi về thì có một thằng chạy từ ngoài cổng chạy vô bộ đồ chạy vô công an chạy vô khoan 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 có một cái lệnh mới thì tụi tôi trở lại ngồi đó thì nó nói có một cái lệnh mới là phóng thích cho thêm ba uh, cải tàu nữa sĩ quan cải tạo nữa thì có tên tôi mà tôi không nghe vì tôi không tin tôi có tên Tôi không tin Cái thằng bên cạnh nó thúc tôi hai ba lần Có tên mày kìa Rồi xin giật mày Mẹ nó thù tao tới xương mà vậy đâu Có tên mày Không nó đọc tới ba lần thì tôi mới hay tin tôi có tên ừ. Thì lúc đó Tôi đứng dậy tôi về Đi ra thì bây giờ Ba người đó Là ở đây còn người Có một người Là một Mân Võ, Võ Mân à, tôi cũng thường gặp nhau ở ngã 20. một người thứ hai nữa là không biết tại sao mà lại anh em đặt cho nó tên đằng ba không biết nữa là thằng cát ti huệ thằng mà thằng cát ti huệ thằng nó không biết tại sao mà nó giống đằng ba lắm nhỏ nhẹ mà hiền lành lắm thành ra có lại vì vậy mà bạn bè đặt cho nó tên cát ti huệ thằng cát ti huệ à, rồi với tôi là ba ra tới đó thì có nghe nói mà tôi cũng được gặp là À, thiếu tá cảnh sát một thiếu tá cảnh sát ở tại A à, anh ông tên là Nguyễn Đại Tâm thì phải thế nhưng mà tôi không gặp thì ba anh em tụi tôi đi ra thì máy quá ra nửa đường thì nó có yêu cầu trước khi ra thì nó nó phát giấy rồi nó hỏi cái, cái tiền của các anh gửi từ đâu á vòng vàng đồng hồ đồng hiếc gì á là các anh chúng tôi sẽ trả lại à, à, các à, tiền vòng vàng đồng hồ gì đó thì các anh ở lại cho chúng tôi trả lát sau à, cán bộ nói là các anh nào mà cần ở lại á, thì à, cần lấy lại thì ở lại chúng tôi trả nhưng mà cái cán bộ giữ cái đó đã đi rồi à, khoảng à, tuần lễ sau thì à, cán bộ nó trở về thưa quý vị, thưa các anh, có ai đủ cắn đậm để lại lấy cái đó không? <laughs> Nhưng mà riêng tôi, tôi nó tốn có lạnh, tôi không có gì, nó anh cổ, tôi nó tốn có gì cả, không có, cho tôi về đi. Anh tôi về, thì ba anh em cùng về, cùng về thì đi gặp anh Phan Văn Mùi, mà tôi kể chuyện là anh ăn cơm chung với tôi đó. Anh về trước, anh là về sớm nhất. Nhà anh ở bên uh, Lắc, uh, Lắc Cái gì, Đông Sưng thì anh ra anh đòn tụi tôi tại vì trong đó là tôi là thằng thằng em mà ăn cơm với anh á thành nó nhận ra liền mà không có tôi anh vẫn nhận ra về anh em về nhau nhận ra thì anh về tụi bay về nhà về tao về nhà tao trước rồi mai thì đi thì tôi anh gánh một gánh đồ thì chắc là bạn bột ngọt chiếu tội hành ở gì thì bạn lại chờ đồng Xuân. đi về anh này gánh về chị về sau về anh nấu một nồi cơm đầy thì chị về chị về chị nói để em nướng mấy con cá nướng mấy con cá anh anh là nói anh anh mùi á dạ ớt tỏi gì đó rồi bỏ nước mắm ăn cơm trời Tôi nghĩ cái nhà hàng Đồng Khánh không nghĩ để gì hết á Thức ngon mà nó Tôi tối ba tháng ăn hết nồi cơm ăn đâu tôi Quá trời nó ngon, ngon là lùng Ăn xong cái thì Thiếu đường không đi nổi Ngon quá, ăn được nó mắm này Mà nhất là có cái cá nướng nữa Bắt mùi ăn cái Ngày mai Thành mai bây giờ tụi bây đi ra đường như vậy vậy đó Đi ra khoảng ba chục cái sổ Thì mới tới là Uh, phú yên là gì uh, cái, uh, cái 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 thị xã phú yên là gì uh, ngoài đó cái ga xe lửa nhưng mà nó nói là đi ra đường á mà gặp xe lam của tụi bác cứ nhận cứ ngoắc mà đâu có tiền đâu chả không có yên chí tụi bác đi đoạn xe xe ôm người ta còn chợ nó không cần tiền không chừng tao người ta còn cho tiền nữa mà em không cần đâu một cái chợ được rồi nhưng mà cứ thì đi ra thì có chiếc xe lam thiệt mà xe lam thì à, anh em tụi tôi lên ngồi nhưng mà tụi tôi nói trước tụi tôi nói là, là tụi tôi không có tiền nó biết thế mà áo con các là tụi tôi biết cứ lên ngồi xe khi tự ra xe lửa thì ba à, thằng tụi tôi ngồi với nhau mà thèm ăn lắm vì đâu có tiền thì ngồi góc đó thôi đợi xe lửa tới thì đang bà bàn biết xe lửa tới rồi mình đi có được không không có thằng nào có tiền hết mà từ đó mà về sài gòn sắp về nổi thì cái cái bà bán bán bún bún bò gì á bún bò huế bà hỏi chú chú ba chú à, à, có ăn không à, tôi múc tới ba thằng ngồi không biết trả lời vì bùng thì muốn ăn nhưng mà trả lời muốn thì không dám tiền đâu ăn nói dạ thôi cảm ơn à, chị nhưng mà tôi uh, không ăn mình nói tôi biết mà tiền bạc gì ngồi đó đi tôi bưng tới à, tôi biết rồi dòm là biết liền phải ta mà nói rõ ràng phải ta mà bưng tô bây giờ tôi ăn hay cái tô đó đâu nhưng mà hồi đó là ba tối tôi ăn hết nữa Bưng tới xong rồi Ăn nữa nghe Nhưng mà lần nãy có bún cho cái khác Cho bánh gì rồi tùm lúng một, một, Rồi mấy cái người bên cạnh đó Họ đem qua một bàn Ăn xong Thì đừng giày lấy nước uống Nói ngồi đó có nước Uống nước Mà không phải nước ngọt Nước trà đang hoang nước chè Mang tới uống Xong rồi đừng giày cảm ơn nó cảm ơn gì cảm ơn gì hết á bây giờ tụi tôi mới thấy các anh quan trọng mấy tên nó là bây giờ tôi mới thương các anh hồi đó không có thương bình thường nhưng vì không thương bình thường các anh bây giờ tụi tôi mới khổ cho hồi đó tụi tôi thương các anh như bây giờ thì tụi tôi đâu có khổ Đúng không? hồi đó bây giờ thương các anh quá mới cảm thấy là cái ơn các anh nặng lắm không có các anh cuộc đời tôi tụi tôi bây giờ như vậy đó có các anh còn ngày xưa tụi tôi đau khổ như vậy nhưng hồi xưa xong mình sao ta xong nó lạnh đàm đó? vô tình quá vô tâm quá bây giờ mới thấy quý các anh à, tôi bây giờ thế này nói không hết chuyện các anh cầm cái này làm lù phỉ đi về thì họ cò họ bỏ cho tụi tôi một, một đường một cái bì thư giảm giết đàng hoàng nhưng mà tụi tôi không có nhận không có thằng nào nhận hết á cuối cùng thì một cái anh trẻ trẻ cỡ lúc đầu khoảng đâu hai mươi hai tuổi thì chạy tới nói thưa chú uh, mấy chú ngày không có tiền rồi trên đường xe lửa đi về nhưng mà các chú cứ lên xe lửa à, mọi cái ở đây dân ở đây bà con ta lo cả rồi mấy chú cứ lên còn à, mấy chú không có nhận nhiều thì cũng phải nhận ít cái tấm lòng của, của cô bác ở đây thì tôi nhớ là nhận bao nhiêu nhưng mà có nhưng mà đại khái là, là chắc cũng phải vài trăm bạc thì tiền hồi đó tiền cũng nhỏ thì, thì thôi thì đi về thì leo lên xe thì xe lửa thì tụi tôi ngồi ba thằng ngồi một góc ngồi một góc thì cái ông sắc vé ông đi tới ông xót xót, nhưng mà tới tụi, tụi cũng đi thẳng luôn không nói năng gì hết rồi hai mà phải xót vé một người ba bốn người lắm vì, thì tôi thấy cái mặt nó khác nhau hay là tại vì ca trưa ca chiều có tuổi thì tôi không biết nhưng mà khoảng hai ba lần mà khác nhau nhưng mà người nào họ cũng tự tế nếu không muốn nói là họ tỏ ra một cái thái độ kính trọng mình rất là kính trọng à, thì khi về tới à, Sài Gòn thì tôi à, đi về nhà của bà xã tôi là lúc đó ông chủ đang ở thì tôi gõ cửa vợ ông chủ về trước ông việc nói tôi cũng về trước thì, à, sau đại chủ tôi mới đem tôi chủ vợ tôi đem tôi về quê về cái nhà của nhà tôi ở dưới chỗ à, chỗ mà mà, mà đồng tháp đó long hương nước xoáy để tôi về đó cái cảm xúc đầu tiên sau một thời gian bảy năm mấy ở tù mà lúc đó ở tù trả 20 thì nó gọi là cái trại Trừng giới hay còn gọi là thung lũng tụ thân cái trại đó theo như anh vũ trung mà tụi tôi gọi là anh pha anh pha của người là người đầu đàn á là anh vũ, anh vũ ảnh xin lỗi anh vũ ảnh nha, vũ trung anh vũ ảnh À, tôi rất kính trọng anh Vũ Ảnh bởi vì lúc ở trong tù anh là người trụ biến một cái tờ hợp đoàn ý tôi muốn nói rằng là anh dùng cái đầu của anh để anh bảo vệ cho cái chiến nghiệp quốc gia trên phương diện lý luận thì những cái bài vợ gửi về cho anh Vũ ảnh đều anh dặn là viết thiệt xấu khó đọc và khó nhìn ra mặt trừ tức là à, tụi ấy viết thường đẹp như thế nào thì viết thật xấu mà để cho giờ cộng không nhìn ra mặt chữ nếu lỡ ra mà giờ còn nó bắt được thì người dưới nhất tụi mấy khai là tao là vụ ảnh vụ ảnh tổ chức viết đưa bài vụ ảnh ngoài đó không biết ai hết vụ ảnh đưa cho ai cũng không biết nếu chết thì chết một thằng thôi chứ không chết nhiều thằng mà nếu không khai thì nó đánh tụi bay chết cho nên phải khai khai ông mình tao thôi cho nên những cái đó ân tình đó tới giờ này tụi tôi vẫn vô cùng kính trọng anh vụ ảnh cái trả hai mươi sau này anh vụ ảnh viết quyện thông luận tự thần trả hai mươi sau này anh ngồi chi thiệp Động lý bộ văn phòng của bộ nội vụ thì phải viết quyển tài kiến giam Trại kiến giam được thâu băng trên video cassette tài kiến giam à, anh phạm trần anh nhà nghiên cứu phạm trần anh cũng ở đây này cũng có viết tôi không nhớ tác phẩm nào anh Độ văn phúc bây giờ hình như là chủ tịch hội đồng giám sát à, cộng đồng người việt tự do gì ở mỹ này thì anh là khóa một sĩ quan chính trị chứa trách chính trị anh cũng có viết à, một người viết nhiều nữa là thường tòa thích thiền minh không biết ngài bây giờ đã lên được khoa thường chưa thường biết mà thiền minh là thiền minh trẻ tại phật giáo nó có hai ngài thiền minh một ngài thiền minh lớn tuổi là bậc thầy của tuổi tôi nữa còn ngài thiền minh trẻ thì có lẽ cỡ tuổi tôi học nhỏ tuổi thôi tôi là có viết còn ngoài ra một số các vị ở đó, ví dụ như anh Lý Tống cũng có ở 20. À, à, thí dụ như là anh anh, anh Đoàn Phước Hoạt cũng ở A20. Nghĩa là cũng khả nhớ là à, hai bộ trưởng à, và Neyret là bộ trường, à, phát trưởng phát triển sắc tộc. À, hai bộ trưởng giáo dục là ông Ngô Khắc Tịnh với Ngô Khắc Kỳ hai anh em tôi nhớ một ông là Ngô Khắc Tịnh à, là bộ trưởng giáo dục à, ông bộ trưởng à, dân vận chiêu hồi là bác sĩ à, bác sĩ bên đại việt à, cũng ở đó sau này cũng nổi anh này cũng nổi ông bác sĩ này cũng nổi tiếng lắm à, hình như là tổng trưởng thông tin chiêu hồi là gì đó à. là tức là cái cái thành phần mà à, đưa về đó là thành phần cũng khá có mơ mặt riêng tôi thì không có không có mơ mặt mà sao cũng được về đó thành ra cũng đỡ Chứ cho nếu mà mà tôi mà mà cấp bực lớn thì chắc tôi cũng không được về Rồi sau này về đông lắm à, về ở lại khi tôi về thì còn ở lại khoảng từ 13 cho tới 17 năm ở lại trong đó có trong đó cái anh ở lại ở 13 năm là anh thiếu tá Lê Văn Sanh. À, tiểu đường trưởng pháo binh phòng không ở xịt thì à, đó là những ai là hình như có cả à, nhiều nhân vật lắm mà bây giờ quên à, Sơn Hồng Đức à, là giáo sư đại học à, văn khoa ở tại Sài Gòn, đặt Sài Gòn à, những cái những cái tay mà nổi tiếng á, à, của Việt Nam hoa hay là à, năm ông năm ông vua à, thao tụng nền kinh tế Việt Nam ngoài là vua lúa gạo là vua sắt thép là vua à, kẹm gái nữa à, thì cũng ở trong đó rất là tài đó quý tụ những cái tay cũng khá nổi tiếng á à, khi mà tôi về thì lúc đó chỉ áo ướp một điều duy nhất là thấy mặt được đứa con gái đầu lòng nó cũng phải xuất hiện đó ao ước được thấy nó ao ước được nhìn lại vợ mình vì đây không phải là người vợ bình thường như những người vợ khác mà tôi cho tôi cho là tôi lấy được nhà tôi đây là cái duyên phần mà theo phật giáo thì có cái duyên nghiệp từ trước bởi vì khi tôi gặp nhà tôi lần đầu tiên gặp mặt nhau thì tôi thấy cái dáng dấp của một người rất quen dù là rất lạ nó có một cái gì đó rất lưu luyến và từ đó tôi đem lòng thương mến thương tưởng rồi uh, cổ những cái kỷ niệm về cái người người bạn đời này cho nên tôi chỉ áo ước được thấy được một lần nhưng mà khi mà tôi về thì tối hôm nay tôi về thì sáng ngày mai là tôi nhờ ông chủ vợ tôi đưa đi mặc dù ông khuyên tôi là thôi ở lại một vài ngày cho khỏe nhưng không tôi nôn nóng quá tôi về và khi trên cái đường từ nơi chỗ đi xe đò ở tàu đò từ ngoài thì xã sẽ đẹp về tôi dòm hai bên 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 bờ sông lòng buồn đây là một khu không có màu sắc kinh tế một khu coi như là một vùng thôn quê của một cái thời tiền sử nó hoang vắng. Rồi khi tôi vô, tôi sau này tôi vô chưa tỉnh mà khi tôi à, ngừng lại, chiếc tàu đào ngừng lại, thì ông chú giờ tôi lên trước, Rồi tôi cầm ông đưa cái tay cho tôi cầm lên bờ, thì tôi thấy bà xã tôi nhà tôi ở phía trong sân đi ra và một cô con gái nữa, thì tôi thấy bà xã tôi nhìn tôi mặt biến sắc mặt biến sắc rõ ràng không hoàn toàn không còn cái cái thần sắc của một cái người đang sống mặt biến sắc và cổ à, cô đứng yên không nhúng nhích này tôi tôi thấy lúc này rất là nguy hiểm cho cái vấn đề thể xác nó có thể bị đột quỵ cho nên tôi tới tôi ôm và à, tôi nói anh đây thì cái đó có tỉnh dậy cất tịnh lại và ôm lại tôi thì tôi tôi tôi, tôi muốn cái cái cảm xúc của cô không còn lực lấy nữa thì tôi mới hỏi là con ở đâu thì con bé tôi nó ở bên đó nhưng mà nó nó nhìn tôi có vẻ xa lạ lắm mà xa lạ thiệt đã từng thấy mặt bao giờ đâu cho nó đứng thì tôi kêu nó không tới thì tôi phải dùng cái chiêu hết sức là à, nền bờ à, tôi lết lết gần nó rờ rờ cái quần rờ rờ cái lấy quần rờ rờ cái, cái vạt ảo. Thì từ từ đó cái tình cha con thiêng liêng rồi nó ôm tôi, nó ôm cứng tôi. Thì tôi cảm thấy một cái gì đó nó tuôn chạy từ cái mạch mẫu của mình, truyền qua thân thể của nó. Và tôi cũng nghe cái hơi ẩm từ thân thể nó truyền qua mình. Tôi nghe cái tiếng hơi thở từ cái miệng nó thở qua cái làn da của mình. Mình cảm thấy có một cái gì đó nó thiêng liêng vô cùng mà người đời gọi là tình mẫu tử, à, tình phụ tử thật ra là một cái tình quả thiêng liêng. À, khi tối hôm đó là tôi được nằm chung với vợ và con thì có một kỷ niệm là khi à, tôi nửa đêm thì tôi rờ cái chân của bà xã tôi đó Rờ gót chân thì tôi thấy gắt chân nó có những cái cái gai nhọn đó là cái nước nẻ của của của, gắn, của cái bằng chứng á tôi làm mấy câu thơ to ta xót xa xoa góc em nước nẻ bàn tay nhung nay sàn xoại hờn hoang, lề chạy ngược bầm tím mẫu hân ngoan à, bao uổng ức đành đào sâu trong kín con ta đỏ đuổi nhanh thời thơ ấu mắt lạc loài chẳng đục những niềm mơ đời lớn lên dâm mộng ước hững hờ da chai đã roi đời chờ trực đón đó là bốn tạm câu thơ bốn câu cho người yêu là người vợ bốn câu cho đứa con gái mà mình hết lòng thương nhớ bốn bốn câu thơ đó là, là tôi vẫn còn in trong cái tập thơ mà gợi lại cho đời của tôi con ta đỏ đuổi nhanh thời thơ ẩu, mắc lạc loài trắng đục những niềm mơ. Đời lớn lên, dâm mộng ước hững hờ, da trái đã roi đời chờ trực đón. Nhà tôi thì ta xót xa, xoa gót em nước nẻ, bàn tay nhung nay sàng xoại hờn quá Lề chạy ngược bầm tím mẫu ân quang bao ân ức đành đào sâu trốn dẫu. khi mà ra khỏi việt nam thì tôi cũng có mấy câu ta ra đi xa miếu đền xưa cụ tôi là phật giáo nhưng tôi không nói chùa tôi không nói chùa chùa không phải là đích thùy một trăm trăm của dân tộc mà dân tộc nói đến dân tộc là nói đình đền đình, là những ngôi đền ngôi chùa nấp bóng những ngôi đền cho nên đối với cá nhân tôi tôi là phật tử nhưng mà đối với tôi ngôi đền có tính cách thiêng liêng về mặt hồ nước cho nên ta ra đi xa miếu đền xưa cụ xa con sông ngọn núi lũy tre làng và cũng xa ba hờ mình sinh sang nhưng gần lắm những oan hồn đã khuất hãy trội dày những hồn máu uất cùng chúng tôi xô ngã những điêu linh hãy trội giày những tháo tức trợ mình mà mật thuộc thẩm tim gan phế phụ Nó là cái tôi làm mấy câu thơ đó trước khi tôi nhìn lại Việt Nam quê hương của tôi lần cuối cùng lần cuối cùng lúc đó thôi tôi định cư tới Mỹ là ngày 22 tháng 4 năm 1994 à, mươi à, 93 nhưng à, có giấy tờ thì ghi ngày hôm hai có giấy tờ thì ngày hôm ba mà thật sự ra là tôi tới ngày 23 giấy tờ tôi cũng còn ghi ở đây riêng cá nhân của tôi á, thì tới ngày 23 còn con tôi vợ tôi tới ngày 22 nhưng mà tới cùng một lúc rồi thì khi họ đóng dấu rồi sai thôi mà tên thực sự là ngày 23 tôi 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 đi theo cái chương trình á à, có Mỹ á, là đến Mỹ đến phi trường Los Angeles vào ngày 23 tháng 4 1993 theo chương trình 17. Khi đến Mỹ thì à, hồi nhập cuộc sống thật khó khăn, khó khăn vàng bội Bởi vì à, ở Việt Nam thì sau một thời gian tôi bị bệnh, tôi đủ thứ sự bầm nhập. Bờ tôi thì đòi tự tử, tử tôi thì bị bệnh và tôi phải đi trộn à, dưới cái, cái lường ghe để đi ra ngoài thị xã đổi mướn là tôi làm đủ mọi cách rồi sau đó tôi đi à, chặt mía rồi đi à, chầu ghé mướn rồi làm đủ thứ và cuối cùng gần sau thì tôi là lái mía lái mía đi à, chặt đường. Bởi vì tôi nghĩ thế này anh bà xã tôi à, đòi từ từ thì tôi nghĩ nếu mình không có con bình thường cuộc sống là của mình mình muốn sống muốn chết là mình quyết định. Nhưng để đứa con ra mình phải chịu trách nhiệm với nó. Mình không thể chạy trốn trách nhiệm mà đã tạo ra nó hiện nay. Và mình phải chịu trách nhiệm suốt cuộc đời nó. Kể cả khi nó có vợ, có con, có chồng, có con. Mình cũng còn chịu trách nhiệm. Đây là quan điểm từ ngày xưa cho tới ngày nay của người Việt Nam. Cho tới khuyên bà xã tôi phải sống. Phải sống. Dù cỡ nào phải sống. Để lo cho con. Tiền ở đâu? hai bàn tay này này đôi chân này này cái đầu này năm cái này nó sẽ tạo ra tiền em chịu khó cho anh xin 3 năm nếu 3 năm mà anh không lực vực được gia đình thì anh biết cách từ sự của một người đàn ông anh đàn ông anh biết cách từ sự của một người biết liêm sĩ của cuộc sống có vợ có con mà không bảo vệ được vợ con thì anh biết cách anh làm nhân anh xin em anh ba năm bây giờ anh có ai thân nhân không có chế độ chính trị thì bị người ta tìm cách đủ thứ hết nghề nghiệp cũng có anh sinh ra để đi học lớn lên đi dạy lớn lên đi đi đơn giặc lớn lên nữa tu nghe nói nó biết cái này đâu nhưng tất cả đồng tiền nằm trong đầu anh nằm trong đầu này này chế độ dạy cho anh học anh sử dụng cái học đó để anh vực lại sống gia đình xin 3 năm 3 năm này anh làm gì anh làm em chỉ có ý kiến cố vấn thôi quyết định là của anh Và anh chỉ chịu trách nhiệm cái quyết định đó tôi thấy cái bà xã tôi đồng ý thì tôi bắt đầu vực dạy gia đình việc đầu tiên là tôi sử dụng cái kiến thức có học của tôi là tôi nghiên cứu lại tất cả các loại thuốc bởi vì khi ở tù thì một ông bác sĩ nằm bên cạnh tôi ông hỏi em về thì em lại làm nghề gì sống tôi nói em có nghề gì đâu bắn súng quán lựu đăng và công đó còn mượn đâu Đấy, anh dạy cho em anh dạy cho em thứ nhất là cách chẩn bệnh chẩn bệnh đoán bệnh và sử dụng thuốc có thể gia công không có thuốc nhiều thì mình nương theo những cái tên căn bản của nó thí dụ như trù sinh thì có chữ xin phía sau là thí dụ vậy hay là à, cách phân biệt à, những cái thứ bệnh và những cái thứ thuốc dân dạ của mình nhưng mà rất tiếc thì tôi ở với ông anh đỏ quả ngắn Vì sao anh đổi đi chuyện tài khác tôi có nhiều ông anh thí dụ như anh phạm phú ngự là anh của ông phạm phú quốc à, thì ở trại sứ máu thì khi mà à, cộng sản nó phát một người một chiếc chiếu với một cái 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 vọng ngày xưa của quân đội mình dùng để làm vọng á thì là gọi là mình đắp nhưng mà khi mà tên tổng thực hiện thì nó nói rằng là anh không đủ tiêu chuẩn để nhân dân chú là, là cấp anh phải cải tạo tốt hơn thì anh à, anh hứa, anh nói thưa mày với tao nửa thì anh cắt nửa chiếc chiếu thì sau này anh anh nằm à, nửa đất nửa chiếu, tôi cũng nằm nửa đất nửa chiếu là anh phạm phương ngự người thứ hai mà tôi nhớ là anh anh sơn anh này hình như là đại úy tôi không nhớ ở tiểu khu nào thì anh nói thế nào tù cộng sản nó luôn luôn nói chuyện tao với mày chắc không ở với nhau lâu thì tao thương mày nhưng mà tao không có gì để cho mày hết bây giờ mày muốn cái gì mày nói anh cái tao làm được tao làm Hay tôi nói với tôi tôi có hình một người mà tôi thương nhất trên cuộc đời này bây giờ anh vẽ người này dùng cho tôi mẹ mày, mày nói khó quá tao thấy mặt đâu mà vẽ đây hình đây và tôi đưa hình đó và anh dùng viết trì thường đó. với dạy học trò anh vẽ cho tôi đó là hai kỷ niệm mà tôi còn mang cho, cho tới giờ này à, Và có một thời thì tụi tôi à, à, cưa mấy cái ống, à, ống sách, ống cản á, cản thương binh cạn, năm cản á. Thì sau đó cưa ra rồi làm, làm, làm kẹp, làm lượt. Thì tôi có làm được một cái kẹp, một cái lượt. Tôi có khắc tên Xuân Hiền. Nhưng mà không biết có còn hay không. Hình như bà xã tôi có giữ, mà tôi không có còn hay không. À, tôi có lượm được một cái bỏ bao cát nhưng một loại bao cát mịn nó có hai loại bao cát bao cát thường á, thì nó 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 rác lắm bao cát mịn thì tôi dùng bao cát đó để tôi làm một cái nón nón rồng vành à, một cái sách tay với một cái cái uh, bét để mà đeo nhưng mà sau này thì tôi về thì ông chú vợ ông cụ giàu tôi ông ấy lấy mất rồi à, không còn nữa à, thì khi trở lại cái 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 vấn đề mà tôi trở trở về đó thì rất là nhiều kỷ niệm khi qua Mỹ thì trước khi qua Mỹ tôi có dặn vợ tôi à, trước khi mà qua Mỹ thì gia đình tôi bắt đầu thay đổi thay đổi là sau 3 năm đó thì tôi nghĩ ra một ngoài cái thuốc là tôi đi làm tôi đi làm mà uh, thu y tôi làm thu y tôi làm thu y là do cái anh phỏ chủ tịch uh, xã anh là tên đánh. Anh này là thương binh rồi gì đó về làm phó xã phó xã an ninh, à, phó xã nông nghiệp. Thì tôi lúc đó là tôi dạy dạy tàu láo thôi. Tôi dạy Anh Văn. Thì tôi có mở một cái quán nhỏ nhỏ bằng hai cái lớp tre rồi tôi bỏ bánh kèo ở đó để tôi bán kiếm sống qua ngày. Lúc đó tôi có mơ ước là có một cái cái thùng để đừng, cà lém. đi bán cà lém. nhưng mà không đủ tiền không đủ tiền để mua được cái tấm mốc đó ừ. cho nên chưa cái giấc mộng đi bán cà bỏ tới cái giấc mộng thứ hai là đi bán kẹo kẹo thì bà xã tôi mình mướn một cái ông dài kẹo kẹo dài làm kẹo kẹo bỏ mấy chục bạc về dài ông dài rồi làm ăn ngon lành tại bà làm là như cục đá tôi kẹo đáng được thì sau này muốn ăn là phải lấy dao rồi chặt nó mới ăn được bỏ cho nên sau này thì hai cái nóng lực thì bà xã mới kiếm tiền để cho tôi mở một cái sạp nhỏ nhỏ bán bánh kẹo bán bánh kèo trước trường học thì khi bán bánh kèo là tôi dạy học luôn không phải dạy tôi nó anh hiến tôi lúc đó là bà xã tôi là vái é e, vái chị ở trong cái xóm đó cũng trẻ cho nên nó gọi tôi là bằng anh anh dạy cho bài toán này thì tôi có thể lúc đó bây giờ tôi cũng bảo đảm với lúc đó tôi có thể dạy toán lý hóa anh văn từ đệ tử xuống trở xuống cao hơn tôi không giảm là những cái món đó đổ về tôi đổ bỏ không ăn trong gì về tôi hết cho nên các em thắc mắc toán tôi giải thích thắc mắc hóa tôi giải thích thắc mắc lý tôi giải thích thắc mắc anh văn tôi giải thích hết cho nên tụi nó rất là thương tôi mà tôi thường thấy ngủ nhiều hơn là bạn bởi ban đêm tôi phải đi trầu ghé ban đêm nữa cho nên tôi đâu thì giờ để ngủ mà tôi lên đó tôi ngủ mà tối đó nó ăn xong lại là nó bỏ tiền vô trong kẹp không có đứa nào ăn gian tôi hết mà bên cạnh có một ông bà tàu thì nó không ghẻ nó mà nó ăn nó ngồi nó ăn xong cái nó bỏ tiền Rồi sau này cái tụi nó nó đi mở những cái rạp chiếu phim lưu động á là chỉ có hai đứa tôi được vô bạn tự do theo nó lấy tiền nó cho bán rồi sau này tôi đi làm thú y rồi tôi tính tới một cái màn nữa là áo quần máy sẵn lấy từ Sài Gòn về đó thì tôi nói bà xã tôi em tháo chị hết em lấy tờ giấy em em đo máy em cắt để may lại thử được không máy được xong tôi nói bây giờ em chế được kiểu không chế được kiểu thì khi đó tôi mới cái nhà bất cứ nhà ai mà có máy may biết may thì tôi tôi đặt hàng đặt hàng may nên là chị này thì máy dùng cái ảo chị kia thì mấy dừng lưng quần quân chẳng hạn giúp trong nhà tôi mướn thêm hai người thợ và để lấy đồ đồ mẫu đó đem về để ráp lại và bà xã tôi và tôi đem đi bỏ tiền là ở đâu tiền tôi tôi dùng bằng cách đó là tôi ra chợ tôi mua tôi nói những cái chợ mà những cái hàng họ họ không bán được á hàng ẻ xấu thì tôi mua lại tôi tôi bán giúp tức là gợi cho tôi bán gửi thì thương nhiều họ gửi một mét là ba triệu đồng gửi một mét ba triệu đồng thì sau đó tôi về tôi dùng cái đó để tôi cắt tôi may, tôi bỏ mũi cho nên mình có được một cái khoản tiền mà không có của mình rồi tôi đi cả cái cửa hàng nhờ cái cái trúng của tôi á, là các cửa hàng quốc doanh hôm đó cái cô cũng trẻ cô đó kệ đó thì cũng cỡ bằng con tôi thôi cháu tôi thôi không phải có cũng khoảng Um, năm đó tôi uh, bấm mấy tuổi thì cô cũng khoảng mấy tuổi thì cô uh, bán hàng cái là màu dịch viên đó bán hàng đó vậy thì tôi vô mua vậy mùng hình như một người mua được mấy chục mét vải gì vậy mùng thì không biết cô cô có bồ hay sao không biết cô đó tôi quá trời mà cô lấy mà hai chục mét hai chục tiền hai mét nè à. tôi ôm ôm về tôi nói sao kỳ hai chục mét mà sao nặng vậy ta mà lúc đó mình đâu có mang thước bất gì phải sao Nhưng mà tôi vừa đi và suy nghĩ đi về đò tôi nói Sao kỳ thế hai chục mét đâu mà nặng như vậy Tôi không nhớ rõ con số mà đại khái như vậy Tôi về thì bà xã tôi nói đó thừa quá rồi tôi nói Em để em cho anh Để mưa như vậy không cắt Ngày mai đem ra trả lại cho nó Rồi tôi gọi một gọi tôi khiêng vô Kê tôi mới nói Cô ơi ngày hôm qua thầy nói tôi biết rồi ông đừng nói đóng quắc cái bạn này hàng nhận ra khỏi cửa hàng xin kiểm soát và không được khiếu nại tôi nói vậy tôi về nha hàng này là tôi trả lại cho cô bởi vì cô đếm lộn mà lộ là lộ của phần lộ là lộ của cô chứ phải lộ của tôi tôi đem ra tôi trả lại cái phần dưới cho cô mà cô nói vậy tôi cảm ơn cái này cô cho tôi nghe không tôi không có mắc tội á cô nói vậy sao chú cái này đo lại thì dư quá nhiều cho nên cô là bây giờ chú muốn mua cái này luôn muốn rồi, trả tiền xong rồi nó thôi chưa chưa thấy ai tốt như chú chú vô đây nó chị cái kho đó cái cái phía này là cái hàng này không còn bán được nữa hàng vải rẻo chú muốn thì cái nào cháu, cháu cho được thì cho cái nào cháu bán được bán rẻ thì bán cho nên chú có được một cái khoảng vải đó về thì bà xã tôi mới cắt những cái vải rẻo đó mới may thành những cái mền đó mình mà mấy có hình 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 đủ thứ hết đó. mình nổi á, bạn thì nhìn. nhìn thì không lạ mắt nhưng mà khi kết thành vậy rất là đẹp lạ mắt nhiều màu lắm. rồi uh, dép nó đệ một lỗ nó nó không có bảng nữa bây giờ con bạn với chủ đó khả nào chú thích thì lấy tôi ôm hết ôm vết thì tết tôi bỏ ra bảng, tại vì kết, cho nên tiền nó cũng khó rồi tôi làm đủ thứ cho nên Tôi nhà tôi là một trong hai nhà đầu tiên của xóm đó, có xe Honda đầu vuông. tôi mua đất tôi mua cây về làm nhà. Nhưng khi mà có cái đi Mỹ. Thì trước khi là hồ sơ, tôi nói bà xã, thực ra tôi có là hồ sơ rồi, hồ sơ đó là do một người anh cũng A20. Lúc đó tôi bị bình phổi nặng lắm thì có một người quen cho tôi giới thiệu một cái bên này gọi là à, hội chữ thập đỏ miền Nam. mà sau này tôi có làm cho hội thập đỏ đó. Thì cái khi mà chữa bệnh xong ấy, tôi về làm cho hội thập đỏ đó. Thì tôi lên để lặn cái uh, Setomisin, đi dọc đường bị ăn cướp này giật. Nhưng mà cái người cái người em ruột của bác sĩ đó á, gợi cho người anh đó gợi về cho, cho mẹ của anh là uh, tìm tiền bột ngọt máy quả phía ngoài dọ ngoài á là cái dọ hồ sơ giấy tờ của tôi thì nó giật mất còn cái 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 kẹp bên trong cái giỏ lá còn nguyên cho nên tôi cũng bị mang tiền chăm thôi mất mũi nhờ đứa đứa đói mà thành ra tưởng là mình ăn gian của người ta à, về thì tôi không thì tôi bị mất cái cái đó nhưng mà máy đó là hồ sơ cái tôi đem lên để tôi nạp cho băng cốc cái phần còn lại á là cái phần bằng bằng lưu á thì bị mất rồi cho nên tôi cũng có giấy tờ. Cho nên khi đi Mỹ thì bên Bangkok họ gửi cho tôi cái giấy tờ. Là bởi vì khi mà cái người dạy gửi thì họ có nhận một cái 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 gọi là cái giấy chứng nhận họ nhận hồi bảo Thành nó tôi nhờ cái đó mà tôi đi Mỹ. Tôi qua được bên này thì lúc đó tôi trước đó tôi đọc, nhưng mà cái lúc mà tôi chuẩn bị nộp hồ sơ tại Việt Nam tôi nói với vợ con tôi tôi nói hiện giờ cuộc sống mình thì cũng tương đối ổn định rồi. bà xã tôi lúc đó là về về buôn bán nhất cửa hàng cửa hàng quốc doanh và nó còn phía bên hợp tác xã thì có mời tôi à, qua làm bên hợp tác xã riêng bên chỗ hội chữ thập đỏ thì à, qua một cuộc à, tôi làm thủ kho cho hội chữ thập đỏ thì à, khi mà cái hội chữ thập đỏ học tập từ của mình đó về kiểm tra thì hỏi tôi đem ra cân mỹ cái cái giỏ đường á mà cái giỏ đường của mình ví dụ như giỏ này là 32 kg dọ kia là bao nhiêu kg nhưng mà khi cân thì còn lại 30 kg chẳng hạn nó cộng là tôi thiểu nhiều lắm nó kết tôi vào tội ăn cắp ăn cắp đường và nó yêu cầu tôi làm tờ giải thích cái số lượng đường người mất thì tôi nói khí cân là cân nóng Khi cân nó là cân nóng bây giờ cân lại là, là cân nguội cân nóng tức là con nước cân nguội thì hết hết nguội là bắt buộc hơi nước là bốc đi hơi nước bốc đi thì cái nó phải xuống cái trọng lượng nó phải xuống thôi cái này thuộc về trạng thái vật lý ở đâu cũng vậy thôi thì ở kia nó chấp nhận cái giải thích nó mới ra trị một cái bệ bệ một cái bệ lớn lắm bệ đừng đừng khi mà 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 lấy nước mía xong mà đừng cái bệ nước lắm nào anh tỉnh cho tôi cái bể bệ đường này tôi hỏi tôi tỉnh được mà sao tỉnh được nào ra bao nhiêu kilo anh tỉnh được chứ sao không không được vì thiếu yếu tố nó hỏi yếu tố gì thì tôi nói có thể tỉnh thể tích được nhưng tin trọng lượng được bởi vì nó không có tỷ trọng anh cho tôi tỷ trọng tôi tỉnh liền không có tỷ trọng sao tôi tỉnh ra anh biểu tôi tỉnh thể tích thì ok được nè nhưng mà tỉnh trọng lượng sao tỉnh bởi vì anh không có tỷ trọng sao tỉnh cho nên nó cái ông mà mà trụ cái hồ chủ tịch cái hồ chủ thập đó mà cho tôi uh, xin đó thì anh viết một cái giấy thì thì cho cái ông mà trưởng cái cái cái, cái cơ sở ở dưới đó đó là đưa anh Tống Phúc Hiến về Sài Gòn làm kế toán trưởng tôi nghe cái hết hồn tôi nói bà xã anh trốn hỏi sao vậy làm việc công không làm chết thì thôi tôi không làm ngày mai cái tôi lên tôi nói tôi khai nghỉ nghỉ thì tôi không làm không là không đi làm đó thì nó bắt tôi đi dạy học nó nói tôi mở một cái lớp dạy anh văn dạy anh văn thì à, không có không có không có nhà cho nên nhà mày đưa em nó vô thì nó khiêng ba cái 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 gì nó làm bàn làm kệ nó ngồi nó làm gì làm ở nhà ngoài đường á thì trong đó hôm bữa đó cái cô phó hiệu trưởng tên là cô Hồng thì phải cô phó hiệu trưởng cô cũng dạy anh văn nhưng có đường nào chịu học hết á nó chạy xuống nó học của tôi không nó học trước rồi cô xong nó bỏ nó xuống học với tôi cái học phí đóng á đặc biệt lắm tối đa không có một đồng một ngày không có tiền ok muối à, mà khoai lang ok bất cứ cái gì cũng có cũng được không có cũng được không sao hết cho nên chi là lúc đó là tôi Dạy đông lắm thì công an nó xuống công an nó xuống là hồ sơ nó kết tôi vào cái tội là dạy anh văn Nguy. dạy anh văn Nguy. thì tôi hỏi thế nào là anh văn Ngụy các anh phải cháu tôi biết anh văn Nguy là cái gì chứ thì anh bảo là anh Văn chỉ có ngụy thôi Cách mạng đâu có dạy anh Văn đâu Mà anh Văn là phải là ngụy Thì anh Văn là ngụy thôi Không có cái gì được hết Cái tôi gọi dạy cô không có giải anh Văn này sao Cô không có giải anh Văn là được lình của nhà nước cho dạy Cho nên anh Văn cách mạng Còn anh được cách mạng thì anh phải là anh Văn ngụy Ok không cho tôi dạy thôi không sao Tôi nghĩ tại vì cũng chẳng mã lời tức buồn cho thôi đó. Thì bắt nị thì tôi nghĩ không sao hết rồi chưa hết Nó đầy tôi chuyện khác Nó mời tôi qua làm à, Phổ, à, phổ hợp tác xã Phổ chủ nhân tác xã Được tôi qua làm vào nhiều tác xã Tôi nó qua đằng A à tù à Sống với Cộng sản là nó lưu manh kinh hoàng mà Mình quá rồi cộng công tác với nó cho tôi không làm Không làm cuối cùng thì nó biểu tôi qua dạy học Đi dạy học thì một phái đoàn đi tới mà cái nhà tôi lúc đó đồng khoảng bằng chừng này, này Tới đây, tới cái chỗ này thế này. chỗ này. Vừa đủ để một cái cái sạp với một chiếc xe đạp. Mấy cái bàn thôi, nhỏ nhỏ hết. Tôi vô thì nó có chỗ ngồi. Cũng đông lắm, phái đoàn nó cũng đông ghê lắm. Cái tôi, nó nói bây giờ chúng tôi tới để đồng viên anh đi dạy học. Thì tôi nói bây giờ tôi là người của chế độ cụ cho nên á, dạy về nhân văn hoặc nhân văn thì tôi cũng được dạy rồi tức là văn văn sự địa là cũng được dạy rồi về khoa toán thì tôi làm được thì các anh dự tỉnh cháu tôi dạy về cái gì nói không anh dạy anh văn anh nói tôi dạy anh văn thì được nhưng có một cái là tôi không thể trình giáo án. Mà tại sao này? Vì cái giáo án tức là đóng khung cái người thầy không có quyền thi triển cái tài năng của mình để truyền đạt cho học sinh. Thường những cái giáo án nghèo nàn lắm. Học sinh nó lạnh hồi là từ trí thức của người thầy chứ không phải từ giáo án. Cho nên tôi nếu dạy tôi cũng dạy giáo án tức là sách đưa cho chúng tôi dạy dạng dạy kiểu nào là của tôi tôi dạy theo sách nhưng tôi không thể dạy theo cái anh phải nói cái này anh phải nói cái kia tôi làm không được để không được thì nóng trong thính thì sao lần thứ hai nó xuống lần này thì dự nghe thì cho tôi biết rằng là, là nếu tôi không đi dạy là nó sẽ bắt á nó kiếm cớ là chẳng mượn gì đâu nó kiếm cớ nó bắt mình thôi tôi biết mà cái tôi nói rồi các anh nói thì cho tôi nói trước khi nhận lời các anh và trước khi các anh nhận lời tôi thì tôi xin kể một câu chuyện tôi biết các anh không thích chuyện Kim Dung nhưng mà anh nào có đọc hết cho nên tôi xin kể Kim Dung trong cái chuyện Kim, Kim Hiệp của Kim Dung tôi thích nhất là cái bộ đồ Long Đào trong đó có một nhân vật là à, à, Trương Vô Kỵ Cuộc đời của Trương Vương Kỳ là tài vợi vô cùng Đúng ra là người sẽ làm vua nước Tàu Nhưng mà Trương Vô Kỳ không Cái mơ ước của Trương Vô Kỳ Là khi Đánh được quân Mông Cổ Thì Xin đi theo về Triều Minh Và làm nhiệm vụ duy nhất Mơ ước nhất của anh ta là Được kệ lúc này cho Triều Minh Nay Nhân vật Triều Minh của Trương Vũ Kỳ trở thành thần thường của tôi, cho nên tôi chỉ mơ ước được đẩy xe cho vợ tôi thôi. Tôi có đóng chiếc xe hàng để mà chở vợ tôi đi, à, đi à, đổ hàng, là vợ tôi đi bán. Cho tôi mặc, tôi mặc đàng hoàng lắm, ở, còn bộ vô quân đi đôi dép đẹp kẹp. Nhưng mà xe, sẽ bò, rồi tôi còn, 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 còn cột sợi giấy ngang hai vai để tôi kéo xe đi. À, là tôi chỉ mơ ước là, là kéo xe cho vợ thôi, để bán hoàng thôi. Cái lắc đầu nó bỏ, nó không bắt tôi được, tôi không nói nó năng gì cả. Nó bắt tôi được cho nên chi là cuối cùng thì tôi phải giữ vững như vậy nếu đi theo cộng sản tôi phải về tù thế nào nó dùng mình làm vật hy sinh hết mặc dù chưa nói là lý tưởng chị nói đến cái thủ thuật của nó là mình chết rồi cho nên tôi không hoạt động với nó thì tôi khi đi thì tôi nói vợ xã tôi tôi nói gia đình mình cũng đã vượt qua được khó khăn trợ ngày rồi về mặt đời sống mình không có gì phải lo ngại nữa đất có nhà có đang chuẩn bị làm nhà xe có thì không cần phải đi mỹ nhưng phải đi mỹ vì lý do mình cần tự do cho nên mình phải đánh đổi tự do bằng một sự mất mát như trận đầu chúng tôi nói nếu sống với chế độ cộng sản thì có người trở thành một động vật muôn đời là nô lệ chúng tôi muốn sống con người đầu đồi trời chân đạp đất chúng tôi muốn sống con người theo đúng nghĩa của con người tức là có quyền được nói có quyền được suy nghĩ và có quyền được phô diện cái điều suy nghĩ của mình có quyền được thực hiện những cái tài năng của mình, mình nếu có và có quyền được đem lòng thương của mình trang trải với những người khác và có quyền được nhận tình thương từ những người khác đó là cái nhân quyền căn bản của con người, người cộng sản không có được cái loại quyền này. Do đó tôi đã nói với tôi rằng vợ con tôi là nếu về vật chất mình không cần đi Mỹ. Nhưng đòi hỏi về cái quyền con người mình phải đi Mỹ. Cho nên anh quyết định lập hồ sơ đi Mỹ, nhưng em và con vẫn có quyền từ chối. Nếu không muốn. Nhưng nhớ một điều, đi Mỹ thì khổ lắm. Bởi vì mình không biết tiếng Anh Mình chỉ biết tiếng Việt Người Việt mình không rảnh nói tiếng Việt Nó nói tiếng Anh nó Mình thì không rảnh nói tiếng Anh Nói tiếng Việt cho nên ngôn ngữ nó khác Thứ hai là nghề nghiệp Ở đó nó không có cái cạnh mà buôn bán như em Không có cạnh mà anh sẽ cái, cái, cái kim để đi tiếp heo Không có cái cạnh nào đi bỏ đồ bưng đồ Mà qua bên đó mình chưa biết cuộc sống thế nào nhưng vô cùng khó khăn bởi mình chưa biết thế nào nhưng mà những cái nghề mà họ muốn, họ mà mình có, họ không có, họ cũng muốn làm, do đó phải cẩn thận. Thế bà xã tôi với con tôi cũng gái tôi đồng ý đi Mỹ thì tôi lập hồ sơ. Lập hồ sơ lên phỏng vấn xong, thì khi phỏng vấn thì tôi cũng đặt lại vấn đề trước khi vận tung, đặt lại vấn đề. Rồi trước khi đi Mỹ tôi cũng đặt lại vấn đề, nhưng mà tất cả mọi người đều chấp nhận gian khổ để đi Mỹ. Cho nên khi tới Mỹ là thê thật lắm. Thứ nhất là tôi lớn tuổi quá Năm mươi mấy, mấy tuổi rồi Năm một, năm hai tuổi rồi Thứ hai là cái thể sạc tôi nhỏ con Không đẹp trai Mà lại còn nhỏ con nữa Tiếng Anh thì không biết Tiếng Anh tôi nhớ tôi đi lạc đường Mà tôi nói họ không hiểu Họ toàn không hiểu Tôi phải xin cái tờ giấy với cái viết Để tôi hỏi đường thì họ mới hộ trị đường cho tôi đi Còn một khi tôi nói tôi, phải, tôi quên đường Họ không biết đường Tôi xin đi chặt cả, chặt thịt mà không, không muốn nhận đó. Tôi đi xin chùi cục tiêu không ai nhận đó. Khi mà tôi bỏ tiền cho bà xã tôi nói anh nhận anh à, à, tới một cái chỗ à, cái à, agency và anh thi đầu rồi. Bà xã tôi hỏi đầu làm gì? Chùi cục tiêu. Mà thi mấy chục câu hỏi rồi gì đó. Tôi thi đầu xong rồi. Thi hai người đầu là tôi với anh Việt Nam nữa thì nó hẹn tôi là ngày mai trở lại nhận việc để đi họ đấy là một cái hạng thầu nào đó rồi nó lấy nhân viên đi tới mấy cái chỗ khác để khi tôi tới thì hình như tuấn đẹp trai cho nó không nhận nó rằng tôi thôi anh về đi rồi khi nào cần thì tôi gọi tôi tôi xong rồi không nhận được lương lúc đó tạm đâu một giờ mà không ai nhận hết tôi đi tới những cái chỗ làm epsom đó thì mấy cái cô trẻ trẻ cô không biết đơn đơn cô hòa chú chú bác bác đừng đơn tôi đơn đơn xong họ kêu mấy cô đóng kêu tôi về chịu thua cuối cùng thì đi chặt cả đi làm chặt cả cho cái chờ nó đi nay không phải nó sen đâu chờ nó đi nay người tàu á cái ông manager ông hỏi tôi hồi nhỏ anh làm gì đi học lớn lên anh làm gì đi lĩnh lớn lên làm gì đi dạy lớn lên nữa làm gì đi tù rồi lớn lên làm gì qua Mỹ Rồi anh có Anh biết chặt cả Bao giờ chưa? Chưa Bây giờ tôi mượn anh chặt cả đó làm sao anh chặt Nó không sao Học mà tôi còn học nội cũng chặt cả là Anh cứ cho tôi làm đi Giờ tôi cần tiền lắm Cho tôi làm đi Mà nếu anh thấy tôi chặt cũng được thì anh cho tôi nghỉ Trong mấy ngày tôi làm được Tôi không cần lấy lương nữa Coi như thiếu thương nghiệm đi Giờ tôi cần tiền lắm Mà hồi đỏ trên ở vái nữa cơ tôi lên làm đó đau đớn thời gian à, thì sau này chuyển xuống uh, chờ nay đi nay uh, bên khu phố lộc thọ bây giờ đó đối diện phố lộc thọ tôi làm ở đó tôi làm ở đó xong rồi thì lương của tôi một năm tám ngàn một năm tôi được tám ngàn tôi này, đầu tiên là tôi quá thì tôi đi cắt chị cả gia đình đi cắt chị thì cuối cùng nó được đâu khoảng 500 lẻ mấy đồng một một tháng của cả gia đình tức là vợ chồng với một đứa con gái nữa mà má hàng về nhà nữa làm tới hai ba giờ sáng rồi năm giờ sáng lo đi lên phạt năm lẻ mấy đồng một tháng tôi nói năm trăm lẻ mấy đồng sau sống tới thôi nghỉ hết mình anh đi làm thôi tôi mày chạy tới qua cái ông mà cho tôi mượn nhà là ông làm chủ của, uh, cái công ty gọi là chat Construction phục tôi xin ảnh á để làm anh cho tôi làm anh cho tôi làm nhưng mà làm thời gian là tôi bà bà chủ bà có vẻ khó chịu với tôi quá thành tôi nghĩ tôi nghĩ tôi mới xin qua làm bên chợ làm bên chợ không đủ rồi bạn tôi mới chị bây giờ mày đi học khóa security đi kiếm thêm tiền cái khóa security đi khóa thu thi đầu tôi thi đầu luôn cả tác xạ tôi là tác xạ loài uh, uh, loài thiền xạ tôi là loài thiền xạ của tác xạ súng chuyên môn của tôi là submit question tôi là pi bấm tám là tôi là loài thiền xạ ngày qua đó thi đầu xong cái đi làm nhưng mà rồi cuối cùng đưa tôi vô cái trại cái cái khu thằng khùng khu, khu khùng, khùng tôi sợ quá tôi nghỉ luôn Thế cuộc đời tôi không được may mắn đưa vô cái khung trở đến lộn nhau mà nó 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 xin tiền tôi hoài nó quấn nhau hoài thôi tôi chẳng tôi nghỉ luôn à, rồi tôi làm thế nào cho tôi cưa trúng cái tay đứt cái lìa cái tay còn là cái miếng da đem tôi lên bệnh viện phó Tài để mà khẳng lại khâu lại thì ông bác sĩ trẻ lắm thì tôi, ông nói là cháu không phải là bác sĩ chuyên khoa cháu chỉ kết lại cho chủ thôi mà nó bắt tôi nằm ba lần khâu xong rồi nó không đồng ý nó suy nghĩ không đồng ý nó bắt tôi vô tiêm xúc mê lại vô phòng mê lại khâu lại khâu lại cái mấy nửa tiểu ngồi sáng nó ngồi ngậm nghĩa sáng nó bắt tôi bố năm năm là ba lần kệ nó là con không phải là 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 chuyên môn ngày mai con đưa chủ đi cái bác sĩ chuyên môn tôi dặn đưa đi được hết Nhưng mà không được đưa đi chỗ phòng nào lóng cơ nghe Tôi nói trước anh đưa đi phòng đoàn cơ là mất lòng lắm đó nghe nó không con biết mấy chú có ai đưa ông phòng đoàn lóng cơ đâu Con đưa chủ không ở khu phòng lóng cơ Chú yên chị Ngày mai con tôi chở đi đùng ngay trong phòng đoàn lóng cơ chúng bác sĩ Peter Người về mà nó chuyên môn về về sự sắc đẹp Để Lên nó khâu Nó nói thôi ngón tay này chặt đấy chú ơi Nó đùng này nó khó quá xin lỗi có xin lỗi cô cô gái nó nói tôi con chuyên môn về sữa mông nó ngược đằng ba chứ sự đằng ông bao giờ đâu rồi tôi phải chịu đựng một tháng trời mới đi qua bác sĩ chuyên chuyên khoa thì bác sĩ nó mà kết lại cho tôi thì ông nói trễ quá rồi cho nên không có cử động được nữa rồi cái chỗ này không cử động nhưng mà cái tay này được con nó cứ nó đòi cứ, cứ, tôi tới tầng này luôn thì tôi nói với bà xã tôi là qua Mỹ rất là khó khăn. Nhưng mình ở Việt Nam từng khó khăn rồi. Ở đây cũng khó khăn. Ở Việt Nam khó khăn nhưng mà nhờ cả là mình cùng ngôn ngữ. Ở đây cũng khó khăn hơn nữa là mình không cùng ngôn ngữ. Nhưng có cơ hội. Đó là thiền trí, Đó là mình chịu khó để làm. Thì có tiền. Chịu khó làm có tiền. Thì tôi nói với bà xã tôi là em đi học khỏi xe ke giữa em bé còn anh thì vừa làm đủ thứ tôi một ngày làm 18 tiếng kêu là làm kêu là làm không có cái giờ nào mà kêu một tuấn làm hết trên xe tôi là luôn cầu bún mì với một xe nước và tôi làm bởi vì danh dự của một người đàn ông danh dự của người cha người chồng bắt buộc mình phải ý thức được cái trách nhiệm đó để mình vực gia đình à, và qua đến năm 93 thì 97 tôi mua nhà từ một quân nhân, từ một cấp chủ huy mà trở thành một người bị tù rồi lưu vong qua đây thì tôi thấy thứ nhất là chúng tôi sinh ra không được đào tạo để trở thành một sĩ quan mà tại vì thời cuộc đưa đẩy chúng tôi trở thành những sĩ quan. Chắc thật sự ra đất nước cần những nhân tài để tái, để mà phục vụ cho đất nước trên phương diện phát triển. Nhưng vì cộng sản mà cái số nhân tài của anh em tụi tôi không có cơ hội để thi triển cái, cái 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 cái, cái tài năng của mình cho cái ngành nghề mình mong muốn và khi tụi tôi cầm súng thì không có đứa nào mà muốn trở thành một người sát nhân hết Cầm súng là sát nhân Dù sát nhân vì lý do gì đấy nữa Tính sao Nhưng mà hiện tượng là phải bắn người Phải bắn kẻ thù Trong thường tụi tôi không có thằng nào muốn bắn kẻ thù hết Nhưng là kẻ thù đó lại là cùng ngôn ngữ Cùng màu da Cùng lịch sử cha ông với mình Nhưng Phía bên kia 17 vị tuyến Họ muốn thiêu rùi cả một cuộc sống miền Nam của chúng tôi và chúng tôi bắt buộc phải cầm súng để chống lại ngăn lại cái sóng biển quân thù và điều đó dĩ nhiên không một ai của chúng tôi mong muốn nhưng phải chấp nhận khi để chấp nhận thì chúng tôi bắt buộc phải nhập cuộc với tất cả tài trí và can đảm của một người con trai Việt Nam mang dòng màu tiên long do đó khi đặt sĩ quan, tôi cảm nhận được tất nhiều một sĩ quan phải làm gì. Đó là chúng tôi phải bước vào lựa đảng để bảo vệ cho sự sống của người dân. Và khi trước khi bước vào lựa đảng ấy, chúng tôi ngại lắm, bởi vẫn ai ngu xin ra mà đi đi vào cái chỗ nguy hiểm đó. Nhưng khi bước vào nguy hiểm biết vào tại sao mình phải bước, thì chúng tôi bằng lòng không than uổng. Cho nên chúng tôi phục vụ cho đất nước và tất cả nhiệt tình của một người trái trẻ. Và súng đàn là cơ hội cho chúng tôi thực hiện được cái giấc mơ của tuổi trẻ. Đó là bảo vệ giang sơn tổ quốc của tiền nhân dân để lại. Và khi thất trận, chúng tôi có nỗi buồn của một người thất trận. Nỗi buồn đó là gì? Đó là mền nước quá đau thương. Cho nên đất nước đã bước qua một giai đoạn không mong muốn như mình mình ước nghĩa là mình không phải đuổi quân chiến thắng nghĩa là mình không về để giải phóng hà nội mà ngược lại hà nội đi vào xâm chiếm của mình đó là niềm đau của tụi tôi tụi tôi từ niềm đau đó tôi tôi ngồi nhận lại nhận định lại mình phải làm gì cho thế hệ sau mình phải làm gì đó là viết lại những điều những kinh nghiệm mà mình đã trải qua những mơ ước mình đang ước mong muốn để trao truyền lại cho thế hệ sau cho nên trách nhiệm chúng tôi chưa dịch trách nhiệm chúng tôi ở, ở đất nước ngoài là phải nói cho con cháu biết các con phải hạnh diện các con là người việt nam từ văn hóa cho tới thùng phong mỹ tục cho tới bất cứ cái gì người việt nam nội trội Chứ không phải là như uh, cái mặc cảm mình là dân nhược tiểu. Đúng, mình nhược tiểu về về phương diện kỹ thuật, về phương diện lương thực, ăn uống. Nhưng mà mình là một một đất nước có quyền hạnh diện về văn hóa, về văn minh của cha ông để lại. Nhất là vấn đề ngôn ngữ. Tại vì mình nghèo không được phát triển, chứ ngôn ngữ Việt Nam vô cùng độc đạo. Tôi nghĩ có những cái chữ về nhất là phương diện triết học khó có một ngôn ngữ nào có thể được dịch được tròn vẹn cái ngôn ngữ Việt Nam. Tôi là thí dụ anh có giỏi cỡ nào nữa, tôi chấp anh dịch trường tao đó, à, chấp anh dịch truyền à, à, là đoàn trường Tân Thánh của Cụ Nguyễn Du đó. Anh giỏi anh dịch được đi, không dịch được dịch ý thống dịch thơ được, mà dịch ý thì khó khăn lắm. Cho nên chi đối với tôi thì từ một sĩ quan trở thành một người tù thì đỏ là vần mình lịch sự mà chúng tôi sinh trong cái vần mình đó trong vần mình lịch sự đó chúng tôi cũng thường từ cho mình là cây tre già rộng ruột chờ ngày đốn bỏ nhưng mà thật sự ra thì ruột đã rộng bởi vì tôi đã đem cái ruột đỏ hết cho rồi cho quê hương rồi cho bây giờ nó rộng ruột thôi và chờ ngày đủ bỏ bởi vì cũng chẳng còn cần gì cho xã hội mấy nhưng trước khi đổ bỏ tôi tôi phải làm cái gì đó cho cái giá trị của mình đó là trao truyền là cho thế sau những điều kiêu hãnh về tổ tiên của mình vấn đề văn hóa vấn đề lãnh thổ và cái gì mà chúng tôi cần phải làm và cái gì cần phải À, hạnh hạn diện và lưu giữ của tổ tiên từ một nhà tù lớn à, bây giờ chuyển qua cái cái, cái 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 trách nhiệm của chúng tôi đối với trong nhà tù lớn của Việt Nam và cái trách nhiệm chúng tôi đối với cái nhà lớn đó nhà tù lớn đó nói về cộng sản trước khi mà biết nhà biết nhà tù đó là mình quay thử cái người điều khiển nhà tù đó là ai người điều khiển nhà tù đó là tội đồ của dân tộc người điều khiển nhà tù đó là bọn nô lệ là thái thú bằng địa của tàu cộng để lại ở trong lịch sử đã có bao nhiêu lần có nhưng mà không tàn độc đã có những người phạm quốc nhưng không tàn độc bằng kiểu cộng sản bởi vì các người những người đó họ đầu hàng phạm quốc nhưng mà họ dùng cái gọi là phạm quốc đỏ để mánh nha một cái chương trình mới là giành lại đất nước thí dụ như là à, trần thiện bình đầu hàng tàu thiệt đi theo thật khoan thiệt nhưng mà trong đầu óc nghĩ rằng tại vua trần trần nhân tông trần thánh tông không đủ khả năng cho nên họ có đủ khả năng để họ chiếm để họ à, cứu nước theo cái kiểu động họ cho nên họ theo tàu phục vụ tàu nhưng trong tâm tưởng của họ vẫn còn nghĩ tới Việt Nam là họ viết là những bộ sử. Những bộ sử của thời nhà Trần mà do cái đám Trần Thiệp Bình viết lại thì vẫn còn những cái dấu hiệu cho họ thấy họ vẫn còn một chút nào với lòng ái quốc. Chẳng phải hoàn toàn là, là trắng trợn như kiểu Cộng sản Việt Nam. Họ đi theo tàu nhưng chưa thể họ kỹ một văn bản nào bản nữa cho tao hết. Không có văn bản họ bản nói cho tao hết cả Đó là họ có phản quốc thật Nhưng mà so với phản quốc của, của Cộng sản thì Thì họ chưa phải là cái loài đi theo Cộng sản như kiểu tàu như bây giờ Thí dụ như Hồ Quy Ly Hay là như nhà Mạc Đăng Dung Đầu hàng tàu Nhưng mà họ vẫn có cái cương thổ riêng Nhưng mà đến cái thời đại của Hồ Chí Minh Trở cho tới bây giờ là Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn hay là Phạm Minh Chính là những tên bán nước thật sự bán nước thật sự cho nên chi đối với tôi tôi vẫn kết án những kẻ bán nước từ xưa thí dụ Trần Thiện Bình thí dụ như là à, à, Lý Châu Thống hay là Hồ Quy Lý hay là Mạc Văn Dung nhưng những người phán nước này vẫn đứng sau tội ác của cộng sản việt nam đảng cộng sản việt nam là tội đồ của dân tộc và vì nó là tội đồ vì nó đã làm nguy hại cho dân tộc cho nên chúng tôi phải sống chúng tôi phải sống để bảo cho báo đồng cho các thầy biết rằng cộng sản là mỗi đài nguy hại cho dân tộc nếu cộng sản còn dân tộc mất muốn dân tộc còn cộng sản phải mất mà muốn cộng sản mất muốn dân tộc còn thì người Việt Nam phải làm gì đối với chúng tôi cá nhân chúng tôi là người không còn đủ khả năng về thể lực để làm gì nữa trí óc cũng có về khoa kỹ thuật cũng có thì còn giữ lại cái tinh hoa của đất nước trao truyền lại cho con cháu đó là gì đó là phong hóa phong tục tập quán lệ nghi nếu không có văn hóa, phong tục lệ nghi thì Việt Nam không còn là Việt Nam nữa. Và các con cháu tôi, thí dụ như tôi đơn cử một thí dụ. À, tôi có bốn đứa cháu ngoại. cháu bốn đứa cháu ngoài gái. Chúng nó đi học âm nhạc, thì học cổ nhạc Việt Nam. À, học đần tranh, đần cò, thụy sáo của Việt Nam. Học vò thì chọn vô vô, vô 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 vi nam của việt nam ừ. mấy đứa cháu tôi đều phân biệt được cờ nào là cờ cộng sản cờ nào là cờ quốc gia à. mấy đứa cháu tôi khi đi ngang qua thấy cờ treo cờ vàng ba sáu đỏ ông hỏi ông ngoại cờ của mình đó điều đó xác minh rằng lòng yêu nước đã được nhanh nhẫn từ trong lòng của nó rồi và bằng chứng nữa là con, con cháu ngoài của tôi nó và đầu thụ khoa của trường Văn đây high school đó ngày nó đọc diện văn với tư cách là thụ khoa nó yêu cầu bằng ngoài mẹ gì đó tất cả những người phải nữ mà đi với nó mặc áo dài Việt Nam mặc áo dài truyền thống Việt Nam nó yêu cầu rõ ràng mặc áo dài và chính nó còn mặc áo dài trách nhiệm của người Việt Nam ngoài ngoài phải gìn giữ văn hóa đây là trách nhiệm nếu nó cảm nghĩ tức là người mình không phải mình là bàn quan mình nhìn vào thôi mà mình là người trong cuộc cho nên mình có trách nhiệm theo tôi nghĩ trách nhiệm của người mình của mình phải giữ gìn văn hóa dân tộc mà điển hình là cái nhóm gọi là bảo vệ di sản nói đến bảo vệ di sản chúng tôi nhớ là câu chuyện tất cả cái cuộc sống và xã hội này á, đều được diễn biến theo ngoài viết mà người ta gọi là sự gia nếu không có sự gia thì không có ai biết về lịch sử mà lịch sử luôn luôn là bài học cho nên có môn học gọi là triết sự. tức là người ta dùng lịch sử như những bài học mặc dù có nói là chưa chắc bài học là à, lịch sử là lặp lại không lịch sử lặp lại theo cái quan điểm khác cho nên tổ tiên đã sử dụng lịch sử qua bài học lịch sử qua những huyền thoại nó thí dụ như là gợi góng của tổ tiên tổ tiên nói là giáo ngôn, ngôn ngữ hèn hà hèn mòn đủ thứ hèn hết nhưng tổ tiên nhớ là không hà nghe hèn không được hạ hèn không được mòn hèn nghèo nghèo thì không hèn nghèo khổ thì được cho nên thì tổ tiên luôn luôn kèm theo chữ mà mình khi phân tích chữ của tổ tiên để lại phải quá chừng các này dùng chữ dữ lắm thì sì phải chọn cái chữ nào để xứng đáng là con người thí dụ chữ nghèo thì nhớ đừng hèn mà đàn thì được nghèo nàng thì được nghèo khổ thì được nhưng không được nghèo hèn thứ nữa trong huyền thoại của tổ tiên để lại tại sao lại có phụ động thương vương làm sao mà đứa bé ba tuổi nuôi lớn lên rồi không ăn rồi rồi là nằm rồi đến cái lúc mà nghe bà mẹ nhắc là đất nước là nguy tà sao con còn nằm như vậy thì ai cứu nước thì đứa bé bụng dưng tự thành tự lại nói là mẹ mời sứ giả dạ vào và đòi hỏi rằng là đúc một con người sắc rồi làng xóm làm bữa ăn rồi ông vương vai trở thành một người to lớn và cợi người sắc đi đến giặc ân tổ tiên để lại huyền thoại đó để là lời di huấn trong đó đó khi lòng ái quốc không có thì muôn đời anh vẫn nhận được nít nhưng mà khi có lòng ái quốc anh trở trở thành một vị nhân và nếu đất nước có nhiều vị nhân như vậy thì giặc ân tức là giặc công bây giờ không cách gì còn tồn tại và ở tại việt nam đã có những thánh giống xuất hiện đã có những thánh giống xuất hiện rồi thì các anh là nhiệm vụ gì các anh là những sự giá đó, tôi cho tôi nghĩ rằng di sản văn hóa, tổ chức di sản văn hóa là những sự giá đó, ghi là những sự kiện lịch sử cần phải lưu dấu để làm gì để thế hệ sau biết mà gìn giữ tổ tiên nòi giống của mình. Nếu các anh không làm cái này, không có sự giá nào làm hết. Trên thế giới dường như theo cái hiểu biết của của tôi chỉ có một sự giá là Tư Mã Thiên phải chấp nhận hành hình để viết sự thật. Tôi nghĩ các anh cũng là những sự gia đang chịu trách nhiệm và đang chịu hành hình đó bằng sự hy sinh tối đa của mình. Các anh nó có thời gian các anh đi chơi giờ này các anh vô club nghe nhạc, đấu tranh là nghe nhạc à, à quỳ rồi chơi. Không? Nhưng các anh không. Các anh bỏ thời gian, bỏ công sức và bỏ cả tiền bạc để ghi lại những sự kiện mà lịch sử cần thiết. Nếu không có sự kiện này thì người ta không có cái hạnh dụng tổ tiên. Anh nhớ, tôi nhớ, tôi có đọc mà ông thầy tôi có dạy. Ông có dạy rằng là à, vô tri bất mộ. Vô tri bất mộ là gì? Nếu không biết thì người ta sẽ không ai mộ. Vô tri bất mộ mà. Anh không biết làm sao không ai mộ anh không biết cha anh ông anh ông nội ông ngoài ông cổ ông tổ anh là những người cân quốc anh hùng anh có cái gì để hành diện đâu không có gì hành diện hết ok ông già mình có gì thì cứ ra đánh lùng nó chơi mà cướp giật bình thường nhưng nếu ba anh ông nội ông cổ anh là những dung tướng những bậc hiên ngang bộ vào lịch sử anh dám làm chuyện đó không không anh phải dự gìn chứ Giấy ra phải giữ bản lê chứ đâu có được Cho nên gì các anh đang làm nhiệm vụ của những nhà viết sự Mà nhà viết sự là thiên chức Là trách nhiệm để giữ gìn nòi giống Cho nên tôi rất kính trọng các anh Là những người tiếp nối cái dòng dõi của Tiên Long Là những người đang bước chân theo bước chân phụ động Bằng một phương diện khác Các anh đôi người sát các anh là cái này và cái do thần sắc anh là cường tập cái bùi bùi tre để đánh giặc là cái sự suy nghĩ và kêu hoài những người khác những cái tre khác trở thành một cái nhóm của cái 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 nhóm tre của thánh giống chúc các anh được thành công cái đó với không phải chúc mà với ước mong và dân tộc việt nam cũng sẽ ước mong nhưng các anh là những anh hùng đi vào lịch sử như kiểu đằng phong ngài uh, uh, Nguyễn Ngọc Huy ông ấy viết những cái cái uh, anh hùng trong bóng tối các anh là những anh hùng trong bóng tối các anh làm mà không cần ai biết mà cũng không cần thiết phải có sự trả ơn trả, đền ơn đáp nghĩa và các anh làm về trách nhiệm của một công dân mất nước lưu vong phải làm cái nói là chúng tôi mong muốn tuổi trẻ uh, hãy đoàn kết lại nhưng cái muốn của chúng tôi nhất bây giờ là xin những người việc tỳ nạn có lòng vì tha hãy quên đi những tỳ hiềm nhỏ nhé mà hãy nghĩ tới sự thành công của đại cuộc hãy nhớ rằng sự thành công mới là mấu chốt của vấn đề chứ không phải sự chửi bởi nguyền rủa à, hầm hăm he phá nhau tôi thấy có những người à, nói là cùng một chiến tuyến nhưng mà cái tổ chức này mong là tổ chức kia thất bại để cho mình nổi tiếng hay là muốn anh này có những cái điều không may để còn duy nhất mình thôi điều đó không giúp gì cho lịch sử sáng trang hết mà không vô tình Họa ra những bàn tay đen kéo lùi lịch sử lại hãy có tâm lòng vị thả và hãy nghĩ rằng trách nhiệm đối với tổ tiên trách nhiệm đối con cháu chứ đừng đem cái tôi ra đừng làm cho thực dân pháp nó thành công ở cái chỗ là mỗi ông người việt nam đều có ông quan trong vùng phải nói rằng thực dân pháp đã nói sai bằng chứng là chúng tôi không có ông quan nào hết chúng tôi chỉ có những người bạn chiến đấu bên nhau thì khi đó đất nước mới có cơ hội sang trang cho nên thì chúng tôi chỉ ước mong duy nhất rằng là những người cùng một chiến tuyến hãy nghĩ tới tình đồng đội nhiều hơn cái tình cá nhân cái lòng cái 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 cái, tham vọng cá nhân các anh chỉ có tham vọng cá nhân thôi chẳng chẳng có làm nó được năm đồng bảy đồng gì nhưng mà chỉ vì cái danh hạo thôi mà cái danh hạo nó cũng độc ngang với tiền bạc chẳng phải không nhiều khi cũng độc hơn nữa thành ra chị xin tuổi của mình của tuổi mình đây tuổi ra tuổi của tôi đây tuổi mình ra tuổi tôi già rồi Lớn rồi Sắp sửa về với vua hùng rồi Tôi không cho về với Phật cũng cho chẳng về chùa Trong bài thơ tôi viết cho bà xã tôi Tôi là hẹn gặp anh Bụi triều hẹn gặp em Bụi triều hồi vua hùng Tôi triều hồi vua hùng thôi Tôi là Phật tử nhá Tôi chẳng có mơ cực lạc có mơ gì hết Tôi chỉ mơ được quỳ lại vua hùng Một bậc tổ tiên quốc tổ của tôi thôi còn tôn giáo chỉ làm cho tôi đi đúng đường thôi Nhưng mà nơi thờ phùng của tôi là vô hùng Và tôi chỉ xin rằng Hãy vì nước mắt của vô hùng Đừng để cho vùng khóc nữa Mà hãy bên nhau Để chiến đấu chống lại kẻ thù chung Chỉ có chừng đó thôi